ít khi về đây, cho nên mỗi lần thầy về là một dịp rất là hiếm hoi, một phước báo rất lớn cho những Phật tử ở vùng vịnh của chúng ta. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, quý vị nào có ý định quy y lần đầu tiên hoặc là quy y để thầy chấp nhận là y chỉ sư của chúng ta, thì xin đến trước chánh điện nhờ cháu Vinh ghi vào sớ điệp quy y. Cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa, có vị Phật tử đây hỏi một câu hỏi rất là hay là đã quy y rồi, thì ở đây chị đã quy y một vị bổn sư rồi, chị có pháp danh rồi, thì vị bổn sư đó không có hiện diện ở cái vùng của chúng ta để hướng dẫn chị trên con đường tu học, thì ngày hôm nay chị xin thầy nhận là y chỉ sư của chị, thì chị quy y là để được thầy chấp nhận là y chỉ sư của chị. Dạ, chị có thể ghi danh. Và tùy theo chị, nếu mà chị muốn giữ pháp danh cũ cũng được, hoặc là chị muốn thầy tặng cho chị một pháp danh mới on sale, thì chị cứ xin. Con bắt chước thầy mà không có khi nào lố thì thầy rầy con tiếng nha mày. On sale mà phải nói là 100% để người ta tưởng là on sale có 10%. Ô dạ, con xin sám hối là on sale 100%, tức như là off 100% off luôn, không có 50-30 gì hết. Kinh điển của tôi đang ấn tống, sẽ ấn tống, tôi sẽ ấn tống những bộ kinh Hoa Nghiêm. Một bộ kinh Hoa Nghiêm, một kinh Đại Thừa gồm 4 quyển bằng 4 kinh Hoa. Một bộ Đại Bát Niết Bàn cũng 2 quyển bằng 2 kinh Hoa. Một bộ Thủ Lăng Nghiêm do ông Lê Đình Thám dịch, tức là Tâm Minh đó, và chúng tôi cũng ấn tống và chúng tôi lần lượt đưa kinh về đây. Phật tử nào thích cứ việc lấy, trừ có những cái không được lấy là ông Ba Phật trên này, Ngài Địa Tạng, hai vị Hộ Pháp và thông lai tôi là không có xèo, tất cả là bất dụng lợi hết. Thành ra chủ trương của thầy là như vậy, kinh điển của Phật là vô giá, không có thể cái giá nào mà mua được kinh điển của Phật. Do đó tôi không muốn mang cái tội là bán Phật cắp tăng, mà tôi chỉ làm những cái việc là đem những cái cuốn kinh của Phật ở những cái giai đoạn cuối cùng của cái thời mạt pháp mà muốn lan truyền càng nhiều càng tốt, thì hy vọng rằng sau khi tôi đã hết cái thọ mạng thì những quyển kinh này nó sẽ đi khắp. Mỗi một pháp tu tôi đi, tôi đều đem khoảng chừng 1 tấn, cái nửa tấn kinh xếp lên máy bay, và tới đó những cái vùng miền đông không có chúng tôi phát cho Phật tử. Vì nhiều khi ở cái vùng Bay Area này kinh điển thừa quá không ai lấy, trong khi về những vùng có Phật tử không có kinh. Rồi từ những cái vùng đó chúng tôi tiếp tục đi lan truyền, mà sắp tới tôi đi Cảnh Sát tôi cũng phát, đi đâu tôi cũng phát kinh, phát kinh, phát sách và phát văn nghĩa. Còn là kinh điển Đại Thừa và không lấy một đồng, thì cũng thấy không phải tiền của tôi, tiền của Phật tử ấn tống. Và chúng ta có nhiệm vụ là đi nói cái ngọn đuốc của Phật pháp, đừng cho nó tắt. Con cứ hỏi cái gì? Những vị nào mà kinh thỉnh về nhiều quá không sử dụng cứ đem vô đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm cái việc pháp thí. Cái gì để kinh trong chùa mà không có cho người lưu chuyển thì nó cũng không có phước bằng để cho những cái dùng mà biên địa hạ tiện họ đang cần đó. Đó là cái nhiệm vụ của người Phật tử chúng ta trả ơn Phật. Mời tự nhiên. Cô để trong phòng thầy đi, để mở niệm Phật. Dạ, cô cứ để cho phòng thầy. Dạ. Các giới tử nghe đây, mới mô Phật. Cái nguyên tắc của thầy Thông Lai, thầy nói rõ. Bây giờ thầy đóng sổ rồi. Muốn quy y thì bây giờ không có nhận nữa, đủ rồi. Và muốn quy y thì trong cái buổi pháp tu
vào ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6 thì thầy sẽ có nữa. Bây giờ theo chương trình đó, thầy nói rõ thế nào là bổn sư và thế nào là y chỉ sư. Thế nào là bổn sư, thế nào là y chỉ sư? Bổn sư là lần đầu tiên chúng ta chưa có biết Phật pháp, và cái vị thầy đó là vị thầy đầu tiên đặt cho mình cái pháp danh. Cũng như một đứa nhỏ lần đầu tiên vô cái lớp preschool, là cái bà thầy giáo dạy cho quý vị những cái bài học ABC dở lòng. Nhưng mà những vị nào mà quy y mà dưới cái tuổi 12 thì cái vị đó chưa gọi là quy y, vì chúng ta không hiểu thế nào là ngũ giới, thế nào là tam quy. Những vị đó chưa có thể kể là đắc giới. Giải thích rõ. Cái thứ hai, những vị nào mà đã quy y mà vị thầy bổn sư, lúc đó quý vị đã lớn rồi, trên tuổi 12, và vị thầy bổn sư đó chỉ đặt cho một cái pháp danh mà cũng không truyền giới, không lập giới đàn, không truyền, mà chỉ đặt cho một cái tên, thì vị đó cũng chưa kể là đệ tử Phật. Thứ ba, những vị nào mà được truyền giới, được có giới đàn và có đọc từng cái ích lợi của cái giới, tại sao phải giữ giới này giới kia, giải thích rõ ràng, và vị đó sau khi nghe hiểu những cái điều đọc giới và đã hứa phát nguyện con xin nhận giữ giới đó, giới đó, thì vị đó mới được gọi là đã là đắc giới, ngũ giới, nằm trong hàng ngũ U Bà Tắc, U Bà Di. Tại vì thầy đi nhiều tiểu bang, có nhiều vị hòa thượng quy y thì kể cả đệ tử cũng không thấy cái vị đó. Ông ngồi trong phòng và đệ tử đưa ra một sấp giấy viết tên rồi đưa ra, là rất nhiều các tiểu bang thầy đi qua. Tại sao, tại sao thầy bắt buộc cái gì phải đắc giới? Vì trong đạo Phật chúng ta có năm thừa. Cái thừa để, cái thừa thấp nhất là nhân thừa. Làm sao để được vào nhân thừa? Tức là bảo đảm chúng ta có bỏ cái thân này, chúng ta có tái sinh lại hay là không tái sinh, chúng ta không đi vào các đường ác đạo. Do đó, để bảo đảm đệ tử Phật không bị đọa vào trong những cái nẻo địa ngục, nẻo bị súc sanh, Đức Bổn Sư mới dặn chư tăng trong đời mạt pháp truyền giới giải thích, bảo đảm cho cái hàng cư sĩ tại gia được, nghĩa là tái sinh lại mà tu hành không có niệm Phật nhất tâm bất loạn, ngồi thiền thì chưa chứng những cái quả vị là vô sanh, thì phải thọ cái ngũ giới để bảo đảm là được tái sanh trở lại làm thân người, gọi là nhân thừa. Như vậy, những vị nào mà thấy mình chưa đắc giới thì những vị đó kỳ sau phải quy y lại. Tôi nói rõ, chút nữa quý vị sẽ coi cái giới đàn thì truyền tâm quy ngũ giới thế nào. Thì sau khi thấy cái giới đàn thì truyền mà quý vị thấy hồi xưa mình không được truyền đúng cách, đúng pháp, thì quý vị sẽ ghi danh vào cái khóa tu học để mà giữ. Vì nếu không chúng ta sẽ mất cái bảo đảm là trở lại được làm thân người, là nhân thừa. Nhân thừa là phải đắc giới, giữ ngũ giới. Và nhân thừa là chúng ta khi phạm những cái giới trừ ngũ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật giải máu, phá chùa, phá miễu, phá tăng bà hộp, không sám hối được, ngoài ra mỗi một ngày rằm và ngày 29 và ngày 14 tháng đủ, tháng thiếu và 30, chúng ta phải đi sám hối và tụng giới. Khi sám hối mai mốt rồi đây, tới ngày 14 thì khi đó vị trụ trì mới hỏi, hôm nay ở trong đại chúng đây có ai phạm giới sát không, thì sẽ có bao nhiêu người đưa lên. Thì cái vị đó mới nói dạ, đa số là thầy thấy đệ tử thầy, dạ con bữa nay xịt gián, con giết chuột, con đặt bẫy, giết gì đó, việc gì đó, thì bắt đầu phải phát lồ trước đại chúng thì tội mới hết. Kêu là hoặc là có che giấu hoặc không che giấu, phải không? Hoặc thấy người làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo. Rất nhiều các vị phạm vào ngũ tội vô gián mà quý vị không biết. Thí dụ trong kinh sám hối có nói, đồ vật của chùa, đồ vật của thầy, hoặc tự con lấy, hoặc biểu người lấy, hoặc thấy người lấy con vui mừng theo. Thí dụ đi vào trong chùa, tất cả những cái gì mà nằm ở trong chùa này thì khi lấy ra
phải hỏi thầy trụ trì, vì Thiên Long họ ghi, hiểu không? Thỉnh một cuốn kinh cũng phải hỏi, dù là để đó thỉnh một cái băng sách, nếu thầy trụ trì đây không có thì hỏi phó trụ trì, phó trụ trì không đó thì hỏi cái vị sư cô mà xử lý thường vụ trong cái chùa đó. Và cuối cùng là thầy giao cho vài bữa, thì ở đây có ông Từ, ông Từ đâu giới thiệu nghe, đây ông Từ, ông Từ tức là cái ông mà ở chùa bắt buộc phải ăn chay trường và giữ tròn ngũ giới. Ổng là cái người ở đây 24/24 để Phật tử vào đây thắp nhang thắp hương, cần hỏi về, muốn biết tin tức về chùa Tầm Nguyên ở Phi Môn sinh hoạt như thế nào, thì ổng là cái người giải thích chừng nào có pháp tu. Và những cái gì mà niệm Phật của Pháp Sư Ngộ Thông chúng tôi muốn vào tu niệm Phật thì ông này ổng sẽ mở cửa vào niệm. Rồi những hội pháp hoa nào muốn tụng pháp hoa vào đây tụng. Và ông đó, mà những cái hội này phải có nằm trong cái danh sách mà đã ghi danh với cái ban tổ chức vừa rồi trong ngày chủ nhật vừa qua. Thầy nói vị nào muốn tụng địa tạng thì nói cho thư ký ghi, có cái danh sách. Vị nào muốn tụng pháp hoa thì ghi danh sách để chúng tôi có cái chương trình biết ai là cái người chủ lễ trong cái nhóm đó. Vị nào muốn niệm Phật Pháp Sư Ngộ Thông, niệm Phật Tam Muội, niệm Phật Tam Thời hay niệm cái gì đó thì cho biết cái người chủ nhóm đó. Và vị nào muốn lại giảng Phật, lại cái gì đó, tụng vô lượng thọ, tụng gì thì có cái diều. Sau khi quý vị tụng hết rồi, ông này cũng kiếm, tại sao thầy làm như vậy? Để bữa nào mà có một hai vị bà đồng mà bóng bà vô đây, bà nghe thầy thông lai là on sale, bà nói ông Từ ơi mở cửa cho chúng tôi vô, thì vô đây hơi cứ ở ngáp ngáp, đó là cậu hai cậu ba rồi về nhập vô, lúc đó là ông tôi cạo đầu lần nữa. Hiểu không? Tức là phải có danh sách đàng hoàng, để vài bữa nó cậu trạng từ trên xuống sẽ ban cho ông là cái chức gì, như con Ngọc Hoàng cháu Thượng Đế là không có được. Từ đó chúng ta trở thành ra là cái chỗ là đồng đền chứ không phải là chùa, hiểu chưa? Chúng ta là chánh tính rõ ràng đâu ra đó, chánh tà phân minh, thấy không? Như vậy là ông này có nhiệm vụ quan sát giả, tôi là nhóm tụng địa tạng có đăng ký rồi, có tên trong này, phải có ai là chủ công pháp danh gì, rồi verify xong rồi vô tụng, rồi tôi là tụng pháp hoa, rồi có đây, tôi là cái nhóm xin niệm Phật 1000 lại trong một cái ngày đó, rồi có tên, là nó quy tắc rõ ràng. Cái bữa nào mà ông làm cái gì là camera trên đó tôi bấm vô, mà bà nào ở nó ngáp mà ông lắc lắc theo đó, ông ngồi sức hồn đó, đã chết cái tôi. Ở đây camera có hết, chúng tôi đặt. Tôi ngồi ở trên chùa tôi access vô là tôi đều thấy rõ. Còn ông ở đây mà 4 tới giờ sáng mà ông không dậy tụng lần nghiêm, tôi cũng biết ông ngủ ngái kiểu nào tôi biết hết. Camera đặt có gì thấy mấy cái cục đó không? Nó cục hiên, cục xéo gì, thành ra nhà bếp ở đây cũng vậy, nó ăn dụng, ăn lũng gì tôi biết hết, đặt hết rồi. Thành ra tôi là chả có cần mà tu để chứng thiền, tôi cũng đã có ngũ nhãn và ngũ thông rồi. Thầy nói trước, thành ra thầy thông lai khỏe lắm, nghĩa là xét đặt ngũ nhãn ngũ thông để mà ở trên đó access vô. Như vậy nói cho ông biết, để ông đã thoát dòng tục lụy rồi phải không? Thoát dòng chưa? Ông mà nửa đêm mà ông mở dây cắt đứt dây chuông là ông chết với tôi. Ở đây bà phu nhân của ông Từ đâu, xin cho biết có mặt đây không? Chị Lê Trang đâu? Để là tôi nhớ mặt, là mai mốt vô đây tôi biết rồi, để tôi đưa vào cái memory. Rồi tôi nhớ rồi à, để mai mốt tôi biết. Cô có 8 tháng cho ông phát chồng tuyệt lị không? Thì nhận được cái email con 8 tháng rồi phải không? Vậy là con có cảm ơn sư phụ không? Ở thôi đừng lại cảm ơn là được rồi. Nhưng mà tôi cho lại chứ đừng mai mốt mà tôi mà thấy mà nửa đêm mà thấy cô tự nhiên nghĩa là vô bấm rồi ông nói Điệp ơi anh đã cắt đứt dây chuông mà không có được. Tôi nói trước, mất lần trước được lần sau. Như vậy, chùa này đã có ông Từ là chúng ta. Ông Từ này sẽ có một cái phòng ở trong đó. Ông Từ này cũng được coupon của tôi là on sale 100%. Tôi ở trên đó tôi phải đóng tiền, mà ông ở đây tôi cho ông phi là ông có phước nhiều hơn tôi rồi. Thấy không? À, ông Từ này nhìn cái mặt coi, có cái tướng kiến diện bất kiến nhĩ, tức là giống tướng Nguyễn Văn Thiệu nhìn vô không thấy lỗ tai. Không, tôi nói thật. Quý vị nhớ tổng thống, cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi nhìn thẳng vào ổng cái lỗ tai không thấy, nhìn thẳng này xét vô tướng này là tướng kiến diện, nhìn mặt mà không thấy, bất kiến nhĩ là không thấy lỗ tai. Tướng này đời trước đã từng làm hòa thượng rồi, trong kinh sách tướng vừa nói đó, tướng hòa thượng không, nhưng mà vì tái sinh trở lại rồi bị gì trần lao ô nhiễm nên bị con cọp kia nó giật ra. Một cụ
Học viện Quốc gia Hành Chánh. Bây giờ làm ông Từ đủ không? Đủ trình độ văn hóa là ông Từ không? Tốt lắm, chúng ta về không? Như vậy thầy nói cho biết đời này ráng mà tu nữa, chứ đời sau mà trở lại nữa là nó còn tệ hơn nữa. Thì sao mà trở lại vô đây là người ta sạc một phòng đó là 500 triệu đô la đó. Tại lúc đó nó lạm phát rồi, thấy không? Thì ráng mà tu kiếp này thành Phật đi. Đó, thầy như vậy là thầy nói rõ cái quy tắc của thầy. Như vậy vị nào mà không có đắc giới là mai mốt phải thọ lại. Trong cuộc đời chúng ta có quyền nhận rất nhiều y chỉ sư. Thầy ví dụ, chúng ta đã có ông thầy bổn sư từ khi học trường làng, thầy cũng có vậy. Thấy không? Trẻ còn ngu dại biết chi, nhờ thầy răn dạy cái công dễ đầy. Thấy không? Ý, nhớ cái bài học ở đó được không? Cho nên ta phải nhớ ông thầy đầu tiên là ông thầy bổn sư. Nhưng ông thầy bổn sư không dạy chúng ta ra tiến sĩ, ra kỹ sư, ra bác sĩ, ra dược sĩ. Ông thầy đó chỉ dạy cho chúng ta đồ ABC. Cái công uống nắng, giết chì, dạy đồ. Rồi Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Ngài đã từng có rất nhiều vị thầy. Ngài học đầu tiên những cái ông mới chứng sơ thiền, Ngài hỏi như vậy: Phật là Bà La Môn. Bà La Môn lần đầu tiên Ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ để vào rừng, Ngài gặp cái ông thầy đầu tiên dạy, thì ông này mới tu tới trình độ sơ thiền. Mà sơ thiền thì chỉ về những cõi trời dục giới. Thì Đức Đạo Sư lúc đó là Thái tử Tất Đạt Đa hỏi: Thưa ân sư, cái đạo của Ngài đã thoát ly sanh tử hay chưa? Thì khi đó ông thầy nói ta chỉ đưa ông lên các cõi trời lục dục thiền. Đức Phật nói như vậy là không phải là cái con đường mà Sĩ Đạt Đa này đi tìm. Và sau đó đi học tới một vị thầy Bà La Môn thứ hai, ông đã chứng được nhị thiền cũng không được. Cuối cùng đi tới ông chứng được tứ thiền phi tưởng. Thì hỏi phi phi tưởng xứ được là thoát luân hồi sanh tử chưa? Thì cái ông thầy nói chỉ thoát, chỉ lên được cái cách đổi trời trường thọ thiên, sống dâu 84.000 đại kiếp. Thì Đức Phật nó không cần, ta chưa thoát ly sanh tử. Cho tới cuối cùng Đức Phật phải ngồi dưới gốc cây bồ đề, sau 6 năm khổ hạnh và 49 ngày hành thiền, Ngài tiến được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là con đường chấm dứt luân hồi sanh tử, không còn chui vào bụng mẹ. Để rồi ra thì người ta bóc mình ra, rồi ta dọc mình xuống hố. Mình ra mình tạo nhà, tạo cửa, tạo đủ thứ, rồi người ta lấy hết. Tới hồi chết đẩy ra nhà mồ không lấy được một tỷ cái nắp kinh. Rồi người ta dọc xuống lòng đất, rồi sau đó ta bóc từ bụng mẹ ra và cứ làm đi làm lại. Và Phật chấm dứt từ đó. Thì chúng ta cũng vậy, trong cuộc đời chúng ta không có gì mà ân hận khi chúng ta thay đổi người thầy. Chúng ta đang học ở trường Du Đức mà vị thầy đã dạy không hay. Chúng ta vô trường UC Berkeley mà dạy không được. Chúng ta UCLA không có tội gì hết. Chúng ta đã có những ông thầy ở bậc tiểu học. Chúng ta có những ông thầy ở trường trung học. Và chúng ta có những ông thầy ở trường đại học. Và chúng ta có những ông thầy dạy những cái trường dạy nghề. Do đó Đức Phật nói, lấy cái tiêu chuẩn nào để chúng ta chọn y chỉ sư? Trong một bài pháp Phật dạy này, A Nan, nên răng các tỳ kheo và các u bà tát, u bà di đời bà pháp như sau. Cái ông thầy nào mà con đến một cái ngôi tịnh xá, ngôi già lam nào mà càng ngày cái vị thầy đó dạy làm sao mà con thấy càng ngày con càng tham sân si, cái pháp thiện thì tổn giảm mà càng ngày cái pháp ác thì tăng trưởng, thì ngày nào con phát hiện mình hồi chưa tu thì mình, ông chồng nói một tiếng thì mình vẫn còn tình, mà bây giờ vô theo ông thầy này đó, ông thầy ông chồng muốn nói một tiếng thì sống đây cũng chết mang theo, là phải bỏ ngay vì dạy sai. Hiểu thầy nói cái gì không? Và đến một cái ngôi chùa nào mà thấy hồi xưa ông thầy ông dạy mình sao mà ông xả mình nói một tiếng, mình nói thề sống để bụng chết mang theo, mà bữa nay mình nói thôi mang theo 3 năm là đủ, không mang nhiều nữa, thì khá hơn chút, thì nên ở đó học. Quý vị hiểu thầy nói không? Và tới một lúc nào cái ông thầy nào ông dạy cho mình là cái pháp thiện càng ngày tăng trưởng, pháp ác càng ngày càng tổn giảm, thì lúc đó dù là cái chỗ đó cho ăn muối với cháo đuổi cũng không đi. Còn ở với ông thầy nào ổng cho ăn cơm hoàng gia, gà quý phi, lẩu thập cẩm mà càng ngày pháp ác càng nhiều, pháp thiện càng ít, thì nên bỏ mà đi. Đó là cái tiêu chuẩn của Phật. Tôi nói thí dụ, chúng ta có 5 người vào trong một khu rừng để đi kiếm củi về, mà hồi xưa để mà sau cái thời 75 đó, chúng ta phải đi vô rừng móc củi đó. Thì như vậy trên đường đi, đi được một ngày một đêm thì vào trong đó, đầu tiên mới lượm được những cái củi kêu là củi chà gai. Thì 5 người đó đều hốt 5 cái gánh chà gai và gánh về để tính là nấu cơm đựng tuần lễ.
Nhưng mà trên đường trở về thì có một cái người chị, à, thấy hồi kia có một đống than, ai làm đó mà họ bỏ lâu rồi. Thì hồi nãy giờ có trong đó thì bốn người nói thôi bây giờ dùng cánh chài gai này xuống và đi vô múc đầy bốn cánh than. Thì các ông kia với tôi đã lỡ đưa đây một cánh, một cái cánh chà gai này cả ngày là tôi phải ôm theo chứ tôi không có dạy gì mà tôi bỏ uổng. Thì trong khi đó cái ông gánh chà gai đó thì ổng gánh về nhà và ổng xài được có ngày là ổng tiêu. Và bốn người kia bắt đầu vô cánh than, thì gánh than bởi vì than thì nó nấu lâu hơn mà nó nhẹ lấy được nhiều, do đó cái người gánh than họ đưa nấu được một tháng thì mới hết tuổi hết than. Nhưng mà trên đường trở về thì cái nhóm bốn người mà gánh than đó họ lại thấy ở trong kia có gỗ cẩm lai. Trời ơi, chỗ được cẩm lai là bán còn có tiền là mua ra còn gấp lần nữa. Thôi dục hết cái đống than này đi để lấy cái gỗ cẩm lai về ghé chợ hôm nay bán cho mấy ông chợ hôm nay, ông làm bàn làm ghế làm tủ cẩm lai thì coi như sống được năm. Thì bốn ông này còn lại thì chỉ có ba ông là chịu dục cái đống than đó đi, cái gánh than mà vô gánh đổi lại là ba cái gánh cẩm lai. Thì sao? Thì như vậy cái anh mà cố chấp tôi đã lỡ cái gánh than này hai ngày rồi, bây giờ tôi phải về tôi bán, thì anh đã chỉ bán nuôi gia đình được có một tháng, trong khi cái ông mà gánh cổng lai ba ông kia thì bán ra có thể nuôi được ba năm. Nhưng mà trên đường trở về thì ông nhìn ra nữa, ông thấy ô trong cánh rừng bên kia có một cây trầm hương, thì vô đó. Trong khi đó hai ông kia tức quá, tôi đã dùng một cái chà gai rồi tôi đổi lấy một cánh than, bây giờ tôi đổi một gỗ cổng lai để giờ tôi bỏ cái công tôi không, bây giờ tôi phải gánh cái gỗ cổng lai về hôm nay tôi bán. Nhưng mà có một ông đó không, tôi giàu tôi dục hết, dù cẩm lai tôi cũng dục, tôi sẽ lấy trầm hương, vì trầm hương, một cánh trầm hương là tôi có thể nuôi mạng sống gia đình tôi cả cuộc đời. Và kết quả là cái anh gánh trầm hương mà anh dục hết những cái kia thì anh đó sau này thoải mái và vợ con không phải vất vả. Ý thầy nói cái gì quý vị hiểu không? Như vậy trong cuộc đời chúng ta, Đức Phật đã từng chọn những vị thầy nào mà chưa có đạt tới cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giải thoát luân hồi sinh tử, thì ngài đi tìm các ông thầy khác. Thì cũng vậy, từ nay quý vị có quyền, giả sử như bây giờ một ngày nào đó trong nhóm đệ tử của thầy đây gặp một vị hòa thượng đạo cao đức trọng pháp hay hơn, thì cứ việc đưa về đây, thầy ơi ông thầy này giải hay quá, nên con hơn cha nhà có phúc luôn, có gì ganh tị hết. Quý vị hồi xưa mất qua bằng tú tài mà bây giờ đẻ con ra nó lấy là PhD, quý vị mừng không? Quý vị ganh tị mừng, bây giờ mày giải cho tao đậu BSD với mày nó đi, phải không? Nhưng mà có hai loại BSD, một loại là Visa Home Deliver là đừng có về giải thầy ạ, hiểu không? Hai loại BSD á, dạ hay quá, cuốn băng này có nghe ra, tức là cuốn băng này của một pháp sư đậu hũ giảng về Visa Home Deliver đưa cho thầy là không được, thầy nói cho rõ như vậy thầy không có ganh tị. Mà hay cái gì hay cứ đem về thầy trò cùng chia sẻ, mà con hơn cha nhà có phúc không có ganh tị. Thành ra chủ trương thầy tu là cởi trói. Trước đây thầy đâu có biết mấy ông này là ai, tự động họ quy y thầy, cái này này của tôi à, mà con mà quy y nhận thầy rồi mà con đi chỗ khác là thầy khổ ơi là khổ. Người đời họ khổ ít mà mình như vậy là mình khổ nhiều, là mình như vậy là mình không đúng lời Phật dạy rồi. Có gì đâu mà khổ, đẻ con ra tôi đâu có tốn miếng tả nào đâu hả? Quý vị đẻ đứa con quý vị phải là thay tả rồi bú rồi chở lên trường. Bây giờ con người ta đẻ sẵn mình quy y đặt tên cái là của tôi, nó đi chùa tầm quy với mà con mà đi chùa khác thầy khổ rồi, thì ăn ngủ rồi thì ngồi thiền rồi thì niệm Phật thì nghĩ mà thầy muốn giận sôi ra. Thì cái ngu của thầy cỡ nào? Thầy là đại ngu mới làm thầy cho tiểu ngu được, có phải không? Bây giờ ở trong tiệm nè, tôi nói thiệt quý vị, cái người mà uống rượu á, cái ông mà uống rượu được 2 lít á, không sai đó, thì thầy của ông uống rượu 1 lít sai, phải không? Cái ông mà uống rượu 4 lít mới sai thì thầy của ông uống rượu 3 lít. Cái ông mà có 2 vợ thì thầy của ông 1 vợ, phải không? Cái gì cũng có sư phụ hết á. Thì thầy mà cái ngu thầy cỡ đó thì thầy mới đại ngu mới làm thầy của mấy tiểu ngu này chứ. Thì nói như vậy đó là chúng ta tu là mở trí huệ. Cái gì mà chúng ta trói buộc, đạo Phật là đạo giải thoát cởi trói, không có trói chùm nhau. Từ nay tụi con đừng có sợ thầy, cứ việc quy y thầy nào giảng hay cứ đi, chỗ này thầy mở cửa cho tất cả những giảng sư giảng giáo pháp của Phật với tinh thần bất dụng lợi.
chứ không welcome những giảng sư. Mà vô đây giảng xong rồi đưa cái lập lăng chùa đây nè, thầy cái lập lăng đây nè, nhất là quý thầy Việt Nam vừa qua giảng chút xíu xong, cái cổng tam quan của thầy cần triệu đô la để khai, cái đó là không có được bước vô đây. Cái đó là không có đúng đường lối của Phật. Thành ra thầy để sẵn 17 cái nguyên tắc của cư sĩ và mười mấy cái nguyên tắc của tu sĩ, mít lòng trước đặng lòng sau. Thành ra rõ ràng ông nào bước vô cái đó là phải bước vào xác chết của hai cái bạn đó. Kế đó là bước vô xác chết của ông từ này nữa. Ông làm ơn nói và bạn đời cũ của ông đó mua cho một cái áo giáp. Thấy không? Tại vì không phải, tại vì tôi đi rồi tôi để lại những cái ân quán giang hồ cho ông lãnh. Nhiều khi có nhiều đứa nó đâu biết Song Lai là ai đâu, bởi vì lý do đó. Vô đây cái phòng của ông là tôi yêu cầu chú Mẫn làm cho chữ đây là Thích Song Lai. Không có gì, thầy thì ăn đồ ngon còn vợ thì ăn, tôi thích ăn nửa bát trên còn nửa bát dưới tôi nhường cho ông đó, đúng không? Atula. Như vậy nhà đó tôi nói cho biết trước. Như vậy bây giờ nghe thầy truyền giới đây, tụi con quỳ thẳng lên bắt đầu nghe. Trong cái giới đàn Phật có dạy ngũ giới là căn bản của thập thiện giới, căn bản của tỳ kheo ni giới và căn bản của Bồ Tát giới. Có phải trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật nói bốn nghĩa quyết định ai mà phạm sát đạo dâm vọng là coi như tiêu? Phật không nói gì tỳ kheo ni u bà tắc ô bà gì. Thì năm cái giới này là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không nói uống rượu. Là năm cái chất là gì? Gạo, bột mì, phải không? Xì dầu, bột ngọt, tiêu, muối. Thì bây giờ gạo mà sai ra thì thành là bún, là phở. Bột mì mà sai ra là làm đủ loại bánh, phải không? Bánh tiêu, bánh gì thì chỉ trộn ra trộn lại. Bây giờ thầy khai triển này ngũ giới với thập thiện. Thì đầu tiên thập thiện cũng phải từ năm giới lên. Thì bây giờ thêm cái là không sát sanh thì phải phóng sanh, mà không có trộm cắp thì phải là bố thí, có phải là khai triển cái giới ra không? Phải không? Rồi không tà dâm mà phải là khuyến khích người ta đừng có tà dâm, thân khẩu ý cho thanh tịnh. Rồi không giọng ngữ ái ngữ mà phải nói cái lời bố thí, không có nói đôi lợt đôi chối, không có nói đâm thọc mà nói cái lời ái ngữ. Rồi cái cuối cùng khác là không tham, không sân, không si. Mà không tham có phải là nằm ở trong cái gì? Nằm trong cái giới thứ hai là không trộm cắp. Mà không sân là nó phai triển. Hãy giữ tròn ngũ giới thì làm sao có sân được? Mà hả, mà giữ tròn ngũ giới thì nó trở nên là phát trí huệ thì làm gì có si được, phải không? Tức là giải thích ra thì bây giờ năm cái giới này là cái năm cái giới quyết định để quý vị khi tu hành mà thông niệm Phật nhất tâm bất loạn để về cực lạc, và ngồi thiền thì chưa chứng được việc tịnh định, thì đây là cái phao bảo đảm để tái sanh trở lại vào nhân đạo. Ý hiểu thầy nói gì không? Và thiên đạo. Nếu ngũ giới mà cộng thêm phóng sanh, bố thí trì giới, rồi tham sân si giảm thể, thì chúng ta được bảo đảm về các cái cõi lành, không về cõi ác. Đó là cái bảo đảm đóng bích ba đường ác, mở ba đường lành. Như vậy, bữa nay trong vòng 100 do tuần, con không thể tìm được ba vị hòa thượng có đủ giới đức để đứng đi làm ba vị hòa thượng đầu đàn truyền giới. Và con trong 100 do tuần, con không thể tìm được 7 vị thượng tọa. 7 vị thượng tọa đó chỉ cần một ông mà phạm giới là cái giới đàn không đắc rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thí dụ ba vị hòa thượng là ba vị đó ổng phải không được phạm một giới nào. Nếu ổng phạm một giới là coi như là quý vị không đắc giới. Tại sao? Bây giờ ba ra một cái phiên tòa xử án là thế gian, mà trong đó ba ông thẩm phán, ông nói không được uống rượu chạy xe, mà trên đó rất co, ông có ngồi ông nào cũng uống rượu chạy xe, quý vị có được xử án không? Rồi trong khi bồi thẩm đoàn là 7 ông thượng tọa mà thách chứng đó, mà trong đó cái có cái giới không uống rượu mà mấy ông đó đều có rất co uống rượu, hoặc là cái giới không được tà dâm mà trong đó ông thẩm phán jury mà ông hai cái hôn thuốc ấy, cái bồi thẩm đoàn có cho quý vị ra jury không? Không cho. Thì giới Phật cũng vậy. Ở đây thầy không biết làm sao mà tìm đủ cái tiêu chuẩn như Đức Phật đặt ra. Thời Đức Phật còn tại thế, Xá Lợi Phất, A Nan, Kiều Trần Như, Ca Diếp, Ca Tiên Viên, những gì đó là thánh tăng, tham sân si đã hết. Thành quý vị truyền giới là quý vị đắc giới ngài. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ làm sao? Trong kinh có nói là thỉnh, nếu mà tu tịnh độ thì thỉnh Đức A Di Đà làm vị hòa thượng chủ giới đàn của hôm nay.
nếu mà tu về thiền tông, thỉnh Đức Bổn Sư làm hòa thượng chủ giới đàn, nhưng mà để bảo đảm phải thỉnh Đức Dược Sư làm hòa thượng Yết Ma hộ giới. Vì trong kinh Dược Sư có nói, khi một tỳ kheo ni u bà tát u bà di sa di sa di ni thiết sa ma ni mà phạm giới mà có quy y với Đức Dược Sư thì không đọa vào ác thú. Vị nào tụng Dược Sư có nghe cái đoạn đó không? Do đó để bảo đảm cho đệ tử thầy khi phạm giới không đọa ác đạo, thầy phải thỉnh luôn Đức Dược Sư. Thì hôm nay có nắng tiếng chuông nắng, hôm nay tại chùa Tầm Nguyên ở thành phố Fremont thuộc miền Bắc California, con là Thích Thông Lai nhận thấy mình không đủ đức hạnh giới đức để đứng ra truyền tam quy ngũ giới. Do đó con đầu thành đảnh lễ cung thỉnh Đức Đạo Sư A Di Đà ở cõi phương Tây từ bi phóng quang quang lâm giới đàn để làm vị hòa thượng chủ giới đàn. Cho con cúi xuống lễ. Và con xin cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi Niết Bàn phóng quang gia bị ngài làm hòa thượng giáo thọ. Nhờ có ngài mà chúng con mới biết giới pháp ngũ giới ngày hôm nay. Đảnh lễ. Lên. Và vì chúng con là những chúng sanh đời mạt pháp, chúng con dễ phá giới, dễ tạo tội, do đó con cung thỉnh Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vân Phật ở đông phương thế giới phóng quang làm vị hòa thượng Yết Ma chủ giới đàn. Lên. Giờ này con đã có tam vị Như Lai rất là đầy đủ giới đức, đầy đủ công đức để cho chúng con nhận giới pháp từ các ngài. Còn Thông Lai con chỉ là cái người đọc lên giới thôi. Rồi bây giờ con không thể tìm trong vòng 100 do từng được 7 vị thượng tọa đạo cao đức trọng giới thể thanh tịnh. Con xin cung thỉnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phóng quang tiếp độ. Ngài là một cái người có nhân duyên lớn trong cõi ta bà, mà trong kinh Pháp Hoa phẩm 25 đã nói, xin ngài từ bi quang lâm đạo tràng làm vị thượng tọa chứng sư thứ nhất. Đại lễ. Lần. Con xin cung thỉnh ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là cái vị thường đưa đón người niệm Phật được giảng sanh về cõi Tây Phương, xin ngài từ bi quang lâm đạo tràng làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ hai. Lên. Con xin cung thỉnh Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ngài có đại nhân duyên với chúng sanh trong cõi ta bà làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ ba. Đến lễ. Lên. Con xin cung thỉnh ngài Phổ Hiền Bồ Tát là cái người có nhân duyên lớn dưới cõi ta bà làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ tư. Lên. Con xin cung thỉnh ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài có 10 đại nguyện quang lâm đạo tràng làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ năm. Con xin cung thỉnh Đức Di Lặc Bồ Tát ở cung trời Đấu Sức là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật và quang lâm đạo tràng làm vị thượng tọa chứng minh sư thứ sáu. Nhờ có sự chứng minh của Đức Di Lặc, con hy vọng rằng những đệ tử sẽ được hội diện trong cái hội Long Hoa Ba Hội để chúng con được quy y với Đức Phật Di Lặc. Và con xin cung thỉnh Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát là vị và thượng tọa thứ bảy quang lâm đạo tràng chứng minh cho giới đàn hôm nay. Như vậy giờ này chúng con đã có 3 vị Phật, 7 vị thượng tọa giới đức thanh tịnh không quý vị? Dư sức Thông Lai con thường hay lên pháp tọa phàm răng nói năng hung hăng dữ dằn móc mé người ta, do đó con không dám để cho đệ tử con không được đắc giới, con chỉ là người đọc giới và tuyên giới. Bây giờ các giới tử lắng nghe nói mô Phật. Chư Phật ba đời không bao giờ khởi tâm giết hại chúng sanh, từ con kiến tới con người, từ con kiến tới con voi. Hôm nay con muốn bước vào hàng ngũ đệ tử tại gia của Phật, con nguyện trọn đời không giết hại chúng sanh từ con kiến tới con người. Đảnh lễ. Giới thứ nhất. Lên. Cái công đức của cái giới này là con sanh từ đời nào con đều được thọ mạng dài lâu, không bị chết quạnh tử, không bị người ta giết hại thân mạng của con, đó là cái ích lợi. Và chư Phật ba đời không bao giờ
trộm cốt của cải của chúng sanh, từ cây kim sở chỉ không cho cũng không lấy. Do đó hôm nay con nhận giới chứng từ giới thể, giới tướng từ Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Dược Sư. Con xin nguyện trọn đời không tham lam trộm cắp, để bảo vệ cho con sanh cõi nào tài sản được trọn vẹn và không bị đói khổ như tất cả những cái dùng chúng sanh ở những xứ Phi Châu, ở những xứ Biên Địa Hạ Tiện. Đảnh lễ xuống. Lên. Chư Phật trọn đời không dâm dục, nhưng vì con là người cư sĩ có đôi bạn, chúng con còn có chuyện vợ chồng, do đó con nguyện từ hôm nay trọn đời trung thủy một vợ một chồng, để được cái quả báo sanh cõi nào vợ chồng trung thủy, con cái hạnh phúc và không bị cái cảnh là tan nát gia đình. Đảnh lễ xuống. Giữ cái giới không tà dâm. Lên. Chư Phật trọn đời không nói láo, do đó các ngài có cái tướng lưỡi rộng dài. Cái tướng lưỡi rộng dài, quý vị đừng có tưởng là cái lưỡi Đức Phật le là tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Trong kinh A Di Đà đó, chư Phật ở phương Bắc cũng dùng cái tướng lưỡi rộng dài le, không phải như vậy. Mà cái tướng lưỡi rộng dài là cái lời nói của chư Phật đã 2500 năm mà bây giờ vẫn còn truyền đi khắp cõi ta bà, phải không? Mà bây giờ thầy nói ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không, ngài có cái tướng lưỡi rộng dài, ngài ngồi ở bên Úc, ngài nói một bài pháp là năm châu đều thâu, phải không? Nhưng mà có khi nào quý vị cãi lộn rồi á, con cháu nó thâu được, quý vị đem ra ấn hành đi pháp tất cả các tiệm cơm chay, các chùa, có ai lấy không? Hả? Quý vị ngồi nói xấu bà già chồng rồi, quý vị mới kêu mấy cái ông mà phát hành băng dễ đây, tôi chữ bà già tôi đã lắm nè, đi thâu ra pháp ra cho các chùa. Thì cái lưỡi quý vị là ngắn lắm, chỉ nói ngọng nghịu, nói cà lâm, chỉ nói ở trong phạm vi một cái nhà quý vị thôi. Thành quý vị là lưỡi tục, phải không? Không có ai mà trung tâm phát hành băng dĩa nào mà dám đăng ra những lời nói xấu bà già chồng, chửi vợ, chửi chồng, gây lộn nhau. Vị nào mà có ngon chửi lộn rồi kêu đặt máy gây là đưa thầy thông la vô đây, thầy thấy thầy là lột lon cái ông từ này liền, phải không? Tức là đó là lưỡi ngắn. Từ nay quý vị hiểu rồi, chư Phật ba đời được cái tướng lưỡi rộng dài nói ra, người ta thâu lời Phật, ta truyền khắp nơi, là nhờ cái nhân đầu tiên khi đến với Tam Bảo là không nói dối. Mà định nghĩa thế nào là giọng ngữ? Thí dụ bây giờ có một cái bà Phật tử nào đó, thay vì bà giờ này bà phải về gần 8 giờ rồi, bà phải nấu cơm để lo cho ông xã. Ông xã là người công giáo rất là kỳ thị đạo Phật và không muốn cho bà đi chùa. Nhưng mà bà vì nghe có thầy Thông Lai về đây giảng pháp, thành ra bà mới đi hãng ra và bà nói láo với ông xã của bà là em làm overtime, phải không? Nhưng mà vô tình có một cái bà nào đó, bà rất là nghe cái giới thầy Thông Lai không được nói láo, thì bà bắt cái phone lên, bà nói dạ con thấy con mẹ vợ anh đó giờ nó đang ngồi nghe pháp thầy Thông Lai, là nói thật đó, phải không? Nói thật rõ ràng mà. Thì tại vì báo cáo ngay bà này nói láo, hoặc thấy người lấy tôi phải chính cho bà biết bà nãy bà nói láo. Thì cái lời nói của cái bà đó là nói thật, nhưng mà kết quả là sẽ đưa cho cái ông đó, ông đi mua súng lên đây ông kiếm bà kia bà bắn, và bà này phải bị đôi chối, và những đứa con đó sẽ bị vào mất cha mất mẹ. Thì cái lời nói đó không phải là lời chánh ngữ, mà lời đó giọng ngữ. Từ nay thầy có một cái công thức, lời nói nào nói ra mà đem lại an vui hạnh phúc cho người, đem lại an vui hạnh phúc cho mình, không học phò học phỏng để ra bị đôi chối, thì cái lời nói đó được gọi là chánh ngữ. Còn lời nói ra dù là sự thật, bà già chồng bà bị nàng dâu chửi, mà nàng dâu người bà nói lén sau lưng, nhưng mà mình lại dùng bà già chồng hỏi hồi nãy nó vô pháp hội này nó có nói xấu không, nó có, tôi nói cho bà nghe, nó nói bà là a hành a tội, nó nói bà là qua đây rồi ganh tị ghen với con trai, nghĩa là tôi về nghĩa là để ý đủ thứ, là thấy tôi mà lo con trai bà giặt đồ cho tôi là bà đi lên bà hai bà quýt. Thì lời nói nó thật đó, nhưng mà kết quả là con bị lôi ra đôi chối, tức là làm khổ bà già chồng, làm khổ con dâu, và mình bị đôi chối. Thì lời nói đó được kể là tà ngữ, hiểu chưa? Từ nay lấy cái đó, lời nói nào nói ra đem hạnh phúc cho người, đem hạnh phúc cho đời, và đem lại an lạc cho mình, lời nói đó là được gọi là chánh ngữ. Từ nay đảnh lễ xuống và giữ tròn cái giới chánh ngữ, không nói giọng ngữ. Và cái giới thứ năm là cái giới uống rượu. Phụ nữ thì không có phạm, nhưng mà mấy ông mà đại trượng phu, mấy cái ông mà u bà tắc này là dễ phạm lắm. Thầy nói rượu vào thì mất hết tư cách. Bây giờ uống rượu chạy xe còn không được nhập tịch Hoa Kỳ, huống gì xin nhập tịch về thế giới Cực Lạc, hiểu chưa? Do đó để bảo vệ cho đệ tử
được về cực lạc và không có bị ở trào cái cõi quế độ này. Do đó các U Bà Tát U Bà Di đảnh lễ xuống trọn đời không uống rượu, trừ khi uống rượu thuốc để trị bệnh. Riêng đệ tử của thầy Thông Lai, cái giới này không phải Phật đặt ra, tại vì thời Phật không có bê quanh ô quanh, thời Phật không có garden city, thời Phật không có sòng bài bicycle. Thành ra khai giá trì phạm, con xin phép ba vị Phật cho con hơi đặc biệt một chút, hơi là có cái giới này không phải là của Tam Bảo mà giới này của thầy Thông Lai. Vì đây là cái xét đi bác bảo vệ cho năm cái hột sòn kia khỏi bị bê quanh lấy. Thành ra con đặt là cái giới không được cờ bạc. Đừng có tưởng là tôi cấm quý vị không được cờ bạc để tôi có thùng phước xương. Ở đây quý vị tìm tôi có thùng phước xương không? Không có. Thành ra thầy muốn vì cờ bạc đàn ông thì sẽ đi nói láo với vợ, đàn bà sẽ phạm giới ngoại tình và nó đi tới cái chuyện tan nát. Do đó cái giới thứ 6 là cái xét đi bác để bảo vệ năm cục hột sòn mà ba vị Tam Bảo vừa tặng cho quý vị. Tại sao tôi nói là hột sòn? Vì bây giờ quý vị có một con dâu cưới qua ở Việt Nam, mắt bồ câu mô trái tim mũi dọc dừa má lúng đồng tiền, phải không? Nhưng mà nó phạm hết năm cái giới này. Và một con dâu nghĩa là ở cái vùng Cà Mau, chân dính phè, nghĩa là da đen, rồi nó đủ thứ hết á, mắt thì trái ấu, mũi thì mũi gì, mũi bẻ dừa, miệng thì miệng hô, mắt thì mắt lé. Nhưng mà nó có năm cái hột sòn này, nó không sắc xanh, không trộm cốc, không tài dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, không cờ bạc, thì cái con dâu nào sẽ quý hơn? Cái con dâu mắt ốc bu, mũi bẻ dừa, miệng trái ấu hả? Như vậy vẫn là nhờ cái năm hột sòn này nó sẽ đẹp. Năm cái hột sòn này đem lên quanh quanh quýnh không ai lấy hết. Thành ra tài sản trọn vẹn cháu nội mình phải ra như bò kéo xe. Thì như vậy quý vị thấy rõ, từ nay đảnh lễ xuống nhận cái sách tiên bác không cờ bạc. Đó, từ nay quý vị đã trở thành đệ tử chính thức của Phật. Mỗi một cái giới giữ tròn, có năm vị hộ giới họ theo họ giữ. Chư thiên họ kiếm phước bằng cách nào? Họ theo họ hộ quý vị để kiếm phước. Mà hả, mà phá một giới là mất đi năm vị hộ pháp, mà có năm vị ác thần họ theo họ xuôi. Từ nay ráng giữ gìn làm lại cuộc đời mới. Bây giờ thầy đọc này: Lưu nữ pháp danh Ngọc Thơ, con hồi xưa đệ tử của ai? À, bây giờ con là thầy là y chỉ sư, thì như vậy thầy rất là thoải mái. Con muốn giữ pháp danh Ngọc Thơ không? Con muốn. Thì thầy ghi đây là y chỉ sư. Từ nay con nên nhắc là con là Ngọc Thơ, tại vì cái dòng pháp của thầy là chữ Liễu, và người nữ, người nam là chữ Thiện. Thì bây giờ con nên nhớ con là Ngọc Thơ. Thành ra khi gọi điện thoại nói thầy, những người nói như vậy đó thì nói con là thầy là y chỉ sư để thầy nhớ. Đây là cái lộc phái của con, nhưng mà nhớ về Việt Nam đừng đưa ra ngay bắt về của Hải Quan nó nhốt con đó. Tấn Văn Nguyễn, à, có pháp danh chưa? Thì nãy giờ thầy đã đọc là quý vị lại rồi đó. Những gì mà bữa nay là đầy đủ. Quý vị thấy thầy tìm một cái đàn ngũ giới mà thầy không dám á, phải chỉnh Phật, thì quý vị thấy rõ ràng hiểu từng giới rồi. Thì những vị này bữa nay là coi như trọn vẹn. Thì bây giờ con muốn quy pháp danh mới phải không? Để thầy đặt, thầy đặt từ trong kinh ra, trúng trang nào có tên vị Phật nào thầy lấy ra. Đã, ông đã duyên tịch rồi phải không? Rồi, ông rồi, bây giờ chờ chút. Con là chữ Thiện. Con chữ Thiện thì bóc trúng là Nam Mô Phổ Tịnh Phật, thì con là Thiện Tịnh, tu thiện để trở về cõi tịnh độ, chịu không? Chịu thì bây giờ Thiện Tịnh ha. Rồi, để giải thích pháp danh rõ ràng. Rồi, Nguyễn Kim Nhung, con là đệ tử của ai? Của Ôn Tịnh Từ. Bây giờ con có muốn giữ pháp danh Diệu Hảo này không? Muốn thì thầy kêu con là vẫn là y chỉ sư, nhưng mà nhớ mai mốt gọi lên nhắc thầy để thầy biết Diệu Hảo nào nha. Rồi, Diệu Hảo, y chỉ sư. Lưu Kim Ngọc, Tâm Như Ngọc, đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ phải không? Thầy Thích Minh Thiện.
Thầy Thích Minh Thiện ở San Jose này phải không? Cách đây mấy năm thầy có ghé thăm lúc thầy chưa bị dời cái chùa xuống. Như vậy con muốn giữ cái pháp danh này không? Rồi thầy đưa cho con tâm như ngọc phải không? Tức là thấy được cái hạt châu trong tứ áo của mình rồi đó. Nè, thầy là y chỉ sư Trần Thị Lương, ai đấy? Con là Diệu Lâm. Là con đệ tử của ai? Rồi bây giờ con muốn giữ pháp danh này phải không? Rồi, con thầy vẫn giữ y pháp danh và thầy là y chỉ sư. Trần Kim Nga, con có pháp danh chưa? Nhưng mà con muốn thầy đặt lại phải không? Bây giờ thầy lập tên ra. Nam Mô Phổ Quang Phật, con là Liễu Quang, tức là liễu ngộ sáng suốt như là vô lượng thọ và vô lượng quang, hiểu không? Liễu Quang. Thâm Mì Minh Phạm, ủa sao ngồi trước dưới? Rồi, không sao. Con đệ tử có ai mà pháp danh là Tịnh Tuệ? Thích Cầm Châu. Rồi bây giờ con muốn giữ pháp danh này phải không? Rồi truyền xuống cho cô, thầy là y chỉ sư vẫn giữ là Tịnh Tuệ. Quỳnh Thị Thường hay là Thương? Quỳnh Thị Thương, con là Thanh Hương, đệ tử của ai? Rồi bây giờ con muốn, con mình khất sĩ phải không? Đúng không? Rồi bây giờ pháp danh con là Thanh Hương, con muốn giữ cái pháp danh này không? Rồi thầy vẫn là y chỉ sư giữ nguyên cho con. Rồi Nguyễn Thị Lương, con là có pháp danh chưa? Dạ, hồi trước con có pháp danh mấy chục năm rồi, nhưng bây giờ con muốn pháp danh mới. Con đó là luôn, luôn tức là forever, tức là mãi mãi, tức là thường. Thầy đặt con là Liễu Thường. Dạ. Từ cái tên con mà thầy chiết tự ra, Liễu Thường tức là đừng có bất bình thường nha. Cái gì nó mà cười? Hay là ai thích Liễu bất bình thường thì tôi lại Liễu đặt Liễu bất bình thường. Liễu Thường tức là thường mãi mãi, bình thường tâm là đạo đó. Trần Văn Lực, con là Tệ Quảng, đệ tử của ai? Thưa thầy, thì con mới đệ tử của thầy Thích Bụ Minh ở Đức Sịch. Và một thầy nữa là Thích Trung Hữu ở tại Việt Nam, nhưng mà cho đến bây giờ con không biết mặt hai thầy đó. Tại vì trong cái pháp hội tháng 9 vừa rồi đó là không có gặp được. Vậy hả? Vậy không nhớ mặt bổn sư nữa hả? Vậy đi ra ghi lộn cũng không biết phải không? Vậy bây giờ con muốn giữ Tuệ Quảng không? Dạ, muốn giữ. Rồi, con mình dám nhớ mặt thầy thông hơi này nha. Chứ hai ông kia nghe ông cũng buồn lắm. Lưu Thị Kim Hoa, bổn hương là đệ tử ai? Cũng không biết thầy ở đâu nữa hả? Giờ này thầy ở đâu phải không? Thầy con viên tịch vậy là ở Niết Bàn. Cái nào sao không biết ở đâu? Trời ơi! Ông cô mà phải đi theo ông thầy phải biết ổng là cái destination ổng đi đâu chứ. Thầy không biết ở đâu thì trò không biết đi đâu, mua vé mà không biết đi về cõi nào hết. Thầy thông lai là phải đi về cõi Cực Lạc. Mấy mốt đừng hỏi biết, dạ thầy thông lai ở đâu, con không biết con ở đâu. Thầy thông lai có hai chỗ, một là địa thiên đàng, hai là địa ngục. Hả? Mấy chục năm, dạ. Sau này con chỉ nói hỏi thầy thông lai ở đâu. Nói một là ổng ở trên cõi Cực Lạc, hai là ổng ở dưới địa ngục vô gián. Nói vậy nghe được, cho không biết ổng ở đâu. Được. Vậy bây giờ con muốn giữ bổn hương không? Rồi bổn hương, ráng nhớ ai hỏi thầy thông lai về đâu. Nói con nghĩ ổng tu thì cũng đàng hoàng lắm, là ổng đáng rẽ về Cực Lạc, nhưng mà ổng nói chuyện cơ móc méo, thành ra ổng về chắc ở để địa ngục A Tỳ. Nói vậy thì vui chứ đừng nói ổng không biết ổng ở đâu. Trời ơi, không biết ở đỡ đâu mà đi theo quy y 40 năm 50 năm gì cũng vậy nữa. Rồi không sao. Rồi tới Lâm Kim Lợi Ngọc Hương, đệ tử của ai? Hòa thượng Giác Lượng. Rồi bây giờ con muốn giữ pháp danh Ngọc Hương không? Rồi Ngọc Hương, thầy truyền cho con nha. Cái đại y chỉ sư. Giờ con biết Hòa thượng Giác Lượng ở đâu không? Ông đang biểu tình ở đâu vậy? Không biết hả?
Vậy là cũng dở quá. Rồi, Đỗ Thị Ngọc, pháp danh Nguyên Khuê. Ờ, con đệ tử của ai? Giờ là hòa thượng con ở đâu? Đó, nói vậy mới nghe được. Nãy giờ nghe có một ông mát lòng á. Dương Quang Vinh. Dạ, con. Con là pháp danh Trí Đạt, rồi thầy của con là ai? Dạ, ông Tâm Châu ạ. À. Ông con giờ ở đâu? Dạ, ở Canada. À, nó nói vậy nghe còn được. Chứ tưởng không biết ông ở đâu nữa là ông giận lắm, nó đăng lên online đó. Dương Hồng Vân Diệu Cao. Rồi, con đệ tử của ai? Thích Đức Đứng. Rồi, sư phụ con đang ở đâu? Ờ, BB8, nếu đến vậy người ta nghe ta mới vui không? Không giữ tên cũ phải không? Rồi, Trần Thị Ngọc Phương. Con Diệu Âm, đệ tử của Tịnh Không phải không? Ngộ Thông. Thì cũng là dòng, cũng là một dòng thôi, phải không? Thì bây giờ con muốn giữ Diệu Âm phải không? Rồi, rồi giờ thầy Ngộ Thông đang ở đâu? Ở làng A Di Đà với Lốt hay ở đâu? Ở Thầy Quang. Rồi ở Việt Nam sao ở được hai chỗ? Giờ thầy biến quá ra hả? Ở đâu? Ở giờ mới biết ở Úc. Lần đầu tiên nói là Di Đà, rồi nó chắc ở Đài Loan, rồi chắc ở Việt Nam, rồi giờ hồi trợn mắt lên của nó giờ ở Úc. Mấy ông sư phụ mà nghe ông đau lòng quá. Đúng là con có hiếu. Trần Kim Đại, Chánh Hoạt Đạt Quảng. Con đệ tử của ai? Rồi, ngài đang ở đâu? Ngài ở Việt Nam ở chùa nào? Đó, như vậy hòa thượng nghe hòa thượng mới vui không? Nguyễn Văn Cười. Dạ. Con đệ tử của ai? Dạ, thưa cô ông Hắn Giác. Chữ Minh Quang này là quan đàn chi địa hay là quan gì đấy? Dạ, quan hỷ. Quan hỷ hả? Con muốn giữ không? Dạ, muốn. Tức là ôn đặt theo cái chữ cười, smile là theo là quan hỷ đó phải không? Dạ. Rồi, từ nay Miss Minh Quang hỷ. Ông Hắn Giác ở đâu? Dạ, một là ở Cực Lạc, hai là tái sanh rồi. Ở đâu một rõ chứ đâu hai là? Chắc còn ở trên đó chưa được. Chắc còn. Thái Hồng Bé. Rồi, con pháp danh là Thiện Hòa, ai đặt vậy? Thầy con là ai? Thầy con rồi. Ông đừng có nói mày mốt ông quên tôi. Ông biết tôi là ai không? À, thông hơi đúng rồi đó. Rồi, như vậy con muốn thầy thông hơi để cho con là Thiện Hòa không? Dạ con muốn. Rồi thầy thông hơi đặt cho con là giữ lời. Dạ. Hù cái ông là thông hơi liền. Trương Ngọc Lệ. Cô này là lý do tôi ở lại đây là vì cô này nè. Đừng có tưởng là nói là tôi mê cổ hay cái gì nha. Hiểu lầm một chút là sai lầm vậy đó. Đừng có tưởng tại vì cổ là cái người đầu tiên đến xin quy y. Có một ông chồng là người Mỹ mà đạo Catholic rất là lo. Ngày qua cổ xin quy y mà cổ lo quá. Đáng lẽ tôi bay là ngày hôm qua lúc 7 giờ. Nhưng mà cổ nói thầy ơi để con đưa ông xã con về. Thầy làm ơn giảng pháp cho ông. Thì ông mới đem cái ông Mỹ mà Mỹ thiệt chứ không phải là Mỹ Việt đâu. Là ở đây ngồi. Có mặt hôm qua có gì nào nghe thầy nói chuyện với ông Mỹ đó đó. Thầy phải giảng cho ông nửa tiếng đồng hồ về đạo Phật như thế nào. Và sau đó ổng lia và ổng vui vẻ cho vợ ổng làm đệ tử Phật. Và ổng nói có một cái là mai mốt ổng cũng quy y nhưng mà đừng bắt ổng ăn chay. Vậy thôi. Con là chưa có pháp danh, con là bổn sư. Là bữa nay cái người cuối cùng trong pháp hội mà cũng là cái người đệ tử đầu tiên bổn sư của thầy nhận trong cái bữa quy y này. Thầy đặt con là Liễu Ngọc. Tức là con là Trương Ngọc nhưng mà Trương Ngọc Lệ nó làm cho con khổ lắm. Ngọc của con là từ giọt nước mắt mà ra. Thành Ngọc Lệ là thấy khổ rồi. Mà thầy đây là Liễu Ngọc, là Ngọc Châu, là cái hạt ngọc trong túi áo của kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Con đã lấy chồng công giáo mấy chục năm, kẻ cùng tử đi phiêu bạc lang thang, bây giờ tìm được hạt châu để trở về giữ Tam Bảo, là Liễu Ngọc. Cho tràng pháo tay. Rồi, tụi con xong.
đảnh lễ Tam Bảo, mặt bà lại và ngồi lại, nãy giờ cũng mỏi, thầy kiềm giới hơi lâu phải không? Rồi, bây giờ chúng ta đi hai cái diều, tức là sau đi sau cái thời phát biểu là hết một tiếng. Lý do tôi chỉ biết có ba vị quy y thôi. Bây giờ nó đẻ ra nhiêu đây? Thành ra quý vị cũng thông cảm. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài pháp. Quý vị cũng quan hỷ cho thầy ha. Vì quý vị cũng học hỏi của thầy Thông Lai truyền giới như thế nào. Quý vị có chịu cái cách truyền giới của thầy Thông Lai không? Rồi, rồi, rồi. Giờ bảo thoát có nghe được không? Dở quá, tại sao thì nói lấy cái phone cell đi, họ đã làm. Bây giờ con dùng cái cell phone rồi, thầy gọi từ vị trí. Rồi từ vị trí này họ sẽ dùng, họ chuyển từ cái cell phone này qua, họ bóc speaker con nói vị trí. Bây giờ thầy gọi vị trí cho con chuyển, cái bây giờ người ta cùng lên nghe không được phải không? Cái đứt hoài thì bây giờ cái thầy gọi về cho chùa Thầm Quyên lên đó, rồi vị trí sẽ dùng cái cell phone mà access vô. Không không, để thầy ra thẳng xôn thầy cũng được. Nó truyền cho người ta nghe, chứ bây giờ nãy giờ nó cứ rớt hoài. Bây giờ cái số phone này con gọi rồi, cái từ đây cái vị trí giữ giữ cái phone này. Và thầy bấm thầy nói vị trí cho. Tại vì đang online đó quý vị. Mà cái internet ở đây sao nó dở quá, commercial mà tại sao nó cứ đứt hoài. Người ta nghe người ta cùng ra. Bây giờ nãy giờ cái đường chính của online nó dở quá, thầy sẽ dùng cái cell phone của thầy truyền. Bây giờ cô này cũng sẽ nhường cái microphone lại. Giờ con lấy cái vít đi rồi con chuyển qua cái hệ thống điện thoại của thầy nha vị trí. Rồi bây giờ con chuẩn bị, Kim Dung chuẩn bị thả cái micro và để cho vị trí lấy và con đánh mấy chữ. Bây giờ thầy để cái máy microphone của thầy trên đây. Rồi, rồi con Kim Dung vẫn theo dõi cái mạng. Rồi bây giờ con chỉnh micro trên đó đi. Lấy cái system của trường thành viên mình để đưa ra online. 20 giây rồi cho con 21 giây. Xin phép đủ miếng nước và chúng ta niệm danh hiệu Bổn Sư. Mời quý Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu vào bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô hiện đang ở tại chùa Tầm Nguyên thuộc thành phố Fremont thuộc miền Bắc California. Giờ này tôi vừa truyền xong giới đàn Tam Nguyên Ngũ Giới cho các Phật tử có duyên với tôi và giữ duyên với Tam Bảo. Bây giờ tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào hệ thống online của chùa Tầm Nguyên để nghe bài pháp online hôm nay tại cái chùa vừa được an vị Phật cách đây có 2 ngày. Bây giờ họ vô được chưa con? À, vị trí đánh ra coi vô được chưa? Rồi, cứ giờ bây giờ. Rồi, rồi bây giờ bên đó nghe con cứ theo dõi trên đó ha. Bây giờ thầy giảng. Bữa nay tôi sẽ từng tự tôi giảng và giải quyết những câu hỏi còn tồn động của ngày Chủ nhật hôm qua. Thì bây giờ tôi đưa cái câu hỏi này thấy rất hay, quý vị lắng nghe. Hỏi bạch thầy Thông Lai, con có câu hỏi sau đây nhờ thầy khai thị. Con trước đây tu thiền được hơn 10 năm, nhưng sao vì lớn tuổi ngồi thiền không được vì đau chân, cho nên gặp Hòa Thượng thầy con xin từ giả để đổi qua pháp môn niệm Phật. Hòa Thượng thầy con hỏi, tại sao con lại muốn đổi qua niệm Phật? Con nói tại vì con biết khả năng của con không thể ngộ đạo bằng con đường tu thiền
trong đời này được thì làm sao thoát được sự luân hồi sanh tử. Hòa thượng liền giải như sau: tu kiếp này chưa ngộ đạo, chưa thoát ly sanh tử thì kiếp sau tu tiếp, đừng có nản tâm. Con nói với sự sanh tử, con sợ quá rồi. Sau đó con theo một vị hòa thượng khác dạy con tu pháp môn tịnh độ, đến nay được 13 năm rồi. Cách đây mấy tháng con hỏi ngài, con niệm Phật mà chưa được đến trình độ nhất tâm thì có thể vãng sanh được không? Hòa thượng dạy, nếu niệm Phật mà muốn được vãng sanh phải đạt đến cảnh giới vô niệm mới chắc chắn được vãng sanh. Con nói đã 13 năm qua mà con chưa đạt đến cảnh giới vô niệm, mà con chỉ biết niệm Phật mỗi ngày được 2 tiếng, mỗi ngày 3 thời là 6 tiếng mà thôi, nhưng tâm vẫn còn vọng tưởng, và trong 10 niệm con chưa đạt được nhất tâm. Làm sao con đạt đến cảnh giới vô niệm? Hiện tại con đã 86 tuổi rồi, 10 năm theo thiền tâm, 13 năm theo tinh độ tông, mà vẫn chưa biết mình chết đi về đâu, không biết sống chết khi nào. Vậy con phải làm sao để thoát dòng sanh tử? Hòa thượng lại dạy giống như hòa thượng tu thiền ngày xưa là tu kiếp này không được vãng sanh thì gieo duyên kiếp sau đầu thai lại tu tiếp, đừng có thối tâm. Con lo quá, xin thầy cho con một lời khai thị là con có nên tu theo pháp môn mật tông của cố hòa thượng thiền tâm hay không cho được mau vãng sanh. Con Diệu Âm ở Nam California. Bây giờ cái câu hỏi này là một cái trăn trở chung của Phật tử. Có phải quý vị thường được các vị thầy của quý vị dạy cứ tu đi, phải không? Tu đời này không được, chúng ta tiếp tục tu nữa, có phải không? Có phải không? Đa số các bậc thầy của chúng ta cứ khuyến khích đừng có nản, đừng thối tâm, phải không quý vị? Ngồi thiền mà tu không xong thì đời sau tái sinh là tu tiếp, mà tu tịnh độ mà không được giảng sanh cứ tiếp tục tu nữa, có phải đa số? Thầy không nói là 100%, nhưng đa số khi chúng ta thối tâm, các vị thầy hướng dẫn chúng ta đều có khai thị như vậy, có phải không? Bây giờ quý vị có đồng ý với các giải này không? Hả? Rồi, con lắc đầu, tại sao cho biết tại sao lắc đầu, đưa tay lên, lấy một cái microphone, ông cười. Dạ. Bây giờ tại online con phải chạy xuống đưa, tại cô lắc đầu quá thì phải hỏi tại sao cô lắc chứ. Dạ, cô nào lắc đầu? Cô lắc đầu, đó. Dạ, con lắc đầu rồi. Con lắc đầu là tại vì con không có muốn bị luân hồi trở lại. Tại vì bây giờ mình tu, mình niệm Phật hay là mình ngồi thiền có công đức rồi. Nếu mà mình chết mình không được vãng sanh thì mình khi mà mình đầu thai thì mình lên những cái cõi trời hay là cũng vẫn còn nằm trong lục đạo thì không có... khi mà mình rồi mình lại đầu thai lại rồi mình quên đi rồi mình tạo cái đống tội nữa rồi mình lại bị đọa nữa thì nghĩ không có còn cơ hội để vãng sanh, khó mà gặp được chánh được thầy tốt, hay là mình quên đi, mình không có nhớ tu nữa thì mình bị đọa tiếp tục hoài thôi, không có được vãng sanh nữa. Rồi bây giờ, nhưng mà giờ con niệm Phật đã được nhất tâm bất loạn chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Rồi có ai góp ý trong vấn đề này không? Có ai không? Như vậy chút cười rồi con đưa cái microphone cho một đạo hữu phía sau. Chúng ta phải góp ý, chúng ta là tu, chúng ta phải đem những cái vấn đề này ra để mà chúng ta nói cho nó rõ. Dạ. Thưa các thầy và tất cả các đạo hữu, con là Thiền Hảo. Dạ. Con là sư quy bên Việt Nam lúc có 10 tuổi. Dạ. Thầy thầy Thích Tâm Giác. Dạ. Là giờ nó thầy là dạy nhu đạo. Dạ, thầy trong nhà tiên quý. Dạ. Dạ. Thì lúc mà 10 tuổi thì mình chẳng có biết Phật pháp là gì. Yeah. Thì thầy nói quy thì mình quy theo thôi. Còn cái vấn đề mà nãy câu hỏi mà của một đạo hữu mà đã 86 tuổi mà đặt ra đó. Yeah. Thì con nghĩ rằng khi mình đã tu mình phải tin, mình tin vào Phật, và đồng thời mình cũng phải tin vào cái bản thân của mình. Mình phải có một cái niềm tin mãnh liệt, làm sao là trong đời này đó là mình phải là chỉ đời này thôi là cái đới nghiệp bản sanh, không có thể mà gọi là chờ tới một cái đời, một cái kiếp sau nữa. Tại vì thân người là khó được tập pháp, khó nghe,
mà tịnh độ đó còn khó gặp hơn nữa. Mà gặp rồi mà tin được cái môn pháp môn tịnh độ đó, con thấy là cũng là phải có một cái đại phước đức căn lành mà từ những đời kiếp trước. Thì theo như mà cư sĩ mà Lý Bình Nam mà ông nói đó, thì không phải là mình phải là mình đoạn được tất cả những phiền não mình mới có cái bản sanh, mà mình chỉ làm sao mà mình có thể là chế ngự được cái phiền não, tức là mình làm sao mình đặt cái tâm mình á, buộc cái tâm mình vào cái câu niệm Phật, tức là mình không cần phải là đoạn trừ gọi là tiêu diệt được phiền não, mà chỉ làm sao mình làm cho cái những cái phiền não, những cái vọng tưởng đó nó được lắng đọng xuống bằng cái câu niệm Phật, thì mình cũng có thể được vãng sanh. Chủ yếu là điều kiện là làm sao mình có phải thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, Phật tức là Phật A Di Đà, thì con nghĩ rằng là mình có thể là đối diện vãng sanh. Và làm sao trong một trong cái đời này thôi, chứ không có thể là hẹn tới những cái đời tiếp sau nữa. Giống như là cái đầu hũ mà hồi nãy mới nói đó, là nếu mà kiếp sau mình có dù được trở lại làm thân người hoặc là lên cõi trời đó, chắc gì mình gọi là nhớ lại được những cái mà công phu của mình đã làm trong kiếp trước để mà mình tiếp tục mình tu học, và chắc gì mình gặp được những bậc thiện tri thức như thầy chẳng hạn. Tôi là ác tri thức đó. Dạ, cái đó thì chỉ có thầy hiểu. Rồi, tôi cảm ơn đạo hữu. Quý vị có đồng ý với cái quan điểm của một đạo hữu vừa phát biểu không? Đồng ý. Rồi, cho cả hai. Có ai có khác ý kiến với đạo hữu đó không? Chúng ta ở tại xứ Hoa Kỳ này, chúng ta có quyền đưa ra những cái quan niệm, rồi chúng ta cùng chia sẻ. Cuối cùng chúng ta lấy cái quan niệm nào mà đa số để chúng ta thắng, thì chúng ta đừng có nói quan điểm nào đúng. Bây giờ có ai có quan điểm khác không? Rồi đưa cái microphone Minus Mike. Bữa nay ông khá chút đó, ông cạo còn một in đó, mà chừng nào mà cậu tập được là mới đó. Ông là trưởng ban coi như đại diện của chùa đó, quý vị khá không? Có xin phép vợ chưa vậy mà cạo vậy? Dạ con cho rồi. Vợ con cho rồi, giỏi à. Được gần lên đi con. Bây giờ Phật, con kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con khi con chuyển từ thiền qua tịnh độ, thì con là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Con chuyển từ thiền qua tịnh độ để con có nơi nương tựa. Và khi mà con nương tựa Đức Phật A Di Đà rồi, thì con nói là cái niềm tin của mình không có lay chuyển, tại vì đối với con là không có câu hỏi, không có câu hỏi nào đặt ra hết. Thì con chỉ nghĩ rằng là khi mà cái thần thức này nó ra khỏi cơ thể thì chỉ có Đức Phật A Di Đà thôi, cũng giống như là hơi thở vậy. Thành ra là nếu mà đặt câu hỏi ra thì như là cái bác hồi nãy hỏi đó, thì nếu mà còn có kiếp sau, nếu mà có kiếp sau mà mình để cho mình tu tiếp đó, thì phải phát lời nguyện. Mà khi mà mình mở miệng phát lời nguyện để mình tu tiếp ở kiếp sau, mình sợ rằng kiếp này nữa, tức là cái lòng tính, cái tính của mình nó bị lung lay rồi. Thì tất cả các câu hỏi nào đều làm cho cái tính của mình bị lung lay. Nhưng mà một vị mà tôn túc như vậy mà dạy là nếu niệm Phật A Di Đà trong kiếp này mà ông không được vãng sanh thì ông phải làm như thế nào đó, thì cái câu đó nó tự nó làm cho cái tính nó bị lung lay rồi. A Di Đà Phật. Còn nếu mà cái tính đó nó phải vững chắc, tức là chỉ có một con đường đi thôi, thì rồi mọi việc cái gì đó nó đến thì nó sẽ đến, nó như vậy nó hay hơn. A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn đạo hữu cho tràng pháo tay. Có đạo hữu nào có ý kiến nữa không? Một không có, hai không có, ba không có. Bây giờ thầy Thần Lai là cái người đưa ra cái quan điểm cuối cùng. Đa số các bậc tôn túc đều sợ Phật tử thối tâm, thành ra cứ nói tu để gieo duyên.
Tại vì bà này bà đã theo thiền 10 năm, tôi tạm tôi không nói tên của cái vị thầy đó, và đã theo tịnh độ 13 năm mà bà đã 86 tuổi rồi, tức là thời gian bà không còn nữa. Mà cái lỗi tại ai mà bà tu hoài mà bà không có niềm tin? Bây giờ tôi hỏi, tại sao người tu tịnh độ nhiều mà người được tu mà được giảng sanh ở trong đời này quá ít? Ở San Jose này, tôi vừa đưa lên mạng của chùa Tầm Nguyên, vừa rồi có một số vị đã về download được, phải không? Vị nào đã download trong mạng có thể đâu? Có mấy vị con phải không đó? Thì người đó giảng sanh tại San Jose này, mình thấy rõ cái vị này là đới nghiệp giảng sanh. Vì vị này cái thoại tướng là có bệnh oxy và nằm trên giường bệnh mê man, mà nhờ có cái sự trợ niệm của các liên hữu đồng tu mà được ấp Phật A Di Đà phóng quang và được ghi lại vào trong cái cuốn băng và DVD thầy đã upload trên trang web của chùa. Thì tại sao ở đây tỷ lệ là vài trăm ngàn người Việt, Phật tử cũng cỡ chừng trăm ngàn, mà cái tỷ lệ giảng sanh 100 ngàn mà có 50 người như vậy là rất là ít, phải không quý vị? Thì lỗi tại ai? Bây giờ từng tự để theo dõi, chúng ta phải khai triển cái vấn đề này, nếu không là chúng ta tu mà tu mù. Hãy nói rõ, tu viện, chùa chiền, tịnh xá của đạo Phật là để làm cái gì quý vị? Hả? Tu viện, chùa chiền, tịnh xá mọc khắp nơi ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam là để làm cái gì? Là để dạy cho Phật tử thoát ly sanh tử, để tu thiền thì dạy cho nhập vào ở trong khai thị tri ngộ nhập tri kiến Phật, để nhập vào các cảnh giới niết bàn của bậc A La Hán. Và tu tịnh độ thì phải về trong củ phẩm liên hoàn, có phải không? Là trường dạy giảng sanh, có phải không quý vị? Như vậy để dạy cho Phật tử giác ngộ, chấm dứt sự luân hồi sanh tử. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, ở ngoài này có cái vị nào, bữa nào tôi xuống đây, tôi hồi xưa cách đây năm 1980 tôi đã là có bằng neo rồi, thì bây giờ tôi đã có học luôn đủ giờ để tôi mở một cái trường, bữa nào tôi mới nói ông cười này, bây giờ mình phải làm business chứ được chứ, bây giờ chùa chiền mình đã xong rồi nhưng mình vừa làm business, bây giờ nói ông cười ra đây, tôi nói với cái ông mà Thiện Quang, hồi xưa là Thiện Trí, bây giờ đổi y thầy đặt là Thiện Quang, ông chủ building này, thôi bây giờ dành cho thầy nửa building còn lại, bây giờ để thầy mượn đạo tạo đời. Bây giờ thầy sẽ mở một cái trường dạy làm nail, làm tóc. Nhưng mà thầy nói ông cười, ông cười mới nói dạ thầy, bây giờ con thầy có cho con làm chức gì trong đó, tôi nên đưa cho ông trưởng, hiệu trưởng trường đó luôn. Còn cho ông này, tôi cho ông làm phó giám đốc của cái trường dạy làm nail, làm tóc, kêu là Tầm Nguyên Beauty Salon ha. Rồi cái lúc đó ở trong đây sẽ có trong những cái người thư ký của tôi đâu mất rồi, ông nào? Dạ Diệu Thân. Rồi phu nhân của thư ký, kim thư ký Diệu Thân mới hỏi vậy chứ sư phụ, sư phụ cần áo bà thai như thế nào? Tôi nói rồi, bây giờ con sẽ liên lạc các cái truyền cơ quan truyền thông ở đây, những tờ báo ở vùng Bay Area này, và đăng theo thầy như sau: tôi là Thích Thông Lai, giám đốc của trường Beauty Salon Tầm Nguyên, xin tuyên bố quý vị vào đây học nail, mà học 3 tháng không ra trường thì kiếp sau trở lại học nữa. Có đứa nào ghi danh không? Một tháng sau thầy hỏi cười, có bao nhiêu đứa nó dạ không có đứa nào ghi hết. Tại sao? Tại vì tôi nói là học kiếp này không ra trường thì kiếp sau ra trường. Lúc đó tôi nói chắc là lúc này nail nó ế quá chứ chưa chắc đâu, tại tình hình chở chiều ở đây rồi ngồi ngắt ruồi không. Thôi bây giờ tôi sẽ dạy, tôi đã học từ UC Berkeley Computer Science, bây giờ tôi sẽ dạy một cái khóa về Technician và Computer. À, như vậy đổi lại bữa nay chùa Tầm Nguyên sẽ dạy về Computer Technician, phải không? Và tôi cũng đặt cho ông cười làm giám suối của trường đó, tôi là giám đốc. Thì như vậy Diệu Thân sẽ hỏi thầy quảng cáo thế nào. Tôi nói trường này sẽ dạy cho các technician của thung lũng điện tử, học năm này không ra trường kiếp sau học nữa. Sau đó tôi từ ở Tầm Nguyên 1 Seattle xuống, tôi cởi giọng sắt, có đứa nào ghi không? Nó dạ không có đứa nào hết. Tôi nói chắc là lộn, đây là thung lũng điện tử mà tại sao dạy phi mà không đứa nào không? Tôi on sale hết, nhớ dạy on sale. Mà cũng thầy dạy on sale mà thầy ra cái quảng cáo dạy có đứa nào không? Cũng không học luôn. Vậy mà có những cái tu xá, cái niệm Phật đường, cái thiền viện, cái chùa, cái cốc, cái am, cái miếu của Phật giáo
mà dạy cho đệ tử niệm Phật kiếp này không giảng sanh, kiếp sau niệm Phật. Vậy mà rất nhiều đứa nó vô nó ghi danh nó tu đó, có không hả? Như vậy là tôi hồi nãy vì thấy tôi mà sai ông cười làm đó, thì người ta sẽ cười cái ông thầy thông lai coi như là giám suối của cái trường beauty salon và giám suối của cái trường mà dạy tới nước xanh là ngu cỡ nào, vô minh cỡ nào. Vậy mà có những người cười như thầy. Vậy mà giờ chúng ta đó đi có những cái trường, những cái phát tu, cứ tu gian duyên đi, kiếp này không giảng sanh, kiếp sau tu tiếp, thì quý vị thấy cười không? Vậy mà có rất nhiều người ghi danh học đó quý vị. Cái đó là thầy phải nói thẳng. Tại vì cái lỗi Phật tử mà u a ú ớ là tại vì vị thầy không nói vững cái niềm tin. Quý vị có đồng ý thầy không? Nà, trường ngoài đời thì chúng ta không ghi danh, mà trường dạy giảng sanh, trường dạy nhập niết bàn thì chúng ta ghi rất nhiều. Đó là cái mà cần phải nói vì vị thầy cho cái chữ giao duyên. Bây giờ tôi nói xin lỗi nè, ở trong này ông cười bây giờ ông rất hạnh phúc với bà phu nhân của ông cười. Mà bây giờ tôi nói giả sử ông nói bây giờ tôi thách ông đó, cho ông muốn kiếp sau gặp lại bà vợ ông, cái xác suất gặp lại chỉ là 1% thôi. Tại sao? Vì có thể ông cười hoài, ông sẽ sống lâu. Còn bà xã ông sau khi thấy ông vô chùa là âu sầu áo não sẽ chết sớm. Do đó chết cách nhau có 49 ngày là đã đi tìm đường thoát sanh rồi thì làm gặp lại không được. Chỉ hai người mà cùng mong trở lại để gá nghĩa phu thê, để mà tiếp tục đua nhau tranh khổ, đua nhau gây lộn mà còn không được đó, phải không? Thì hẹn lại kiếp sau để làm Phật là cái thách sức nó còn tệ hơn nữa hả? Trong này có vị nào nói tôi sẽ gặp lại chồng tôi 100% không? Không phải là không có, nhưng mà phải hai người chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng cúng cơm, cùng làm 49 ngày cả. Trừ trường hợp ông cười nói bữa nay con nguyện với vợ con là lại Phật A Di Đà xong rồi mua liều thuốc rầy uống thì hai đứa hy vọng là hai đứa cùng đỏ đi một lượt. Chứ được làm người một lượt đã khó rồi. Tại sao? Tại vì ông cười là ông gieo cái duyên niệm Phật, còn bả chưa chắc gì đã tu. Hai người có hai cái nghiệp khác nhau. Tôi là một người là tu về cái nghiệp khác và ông là cái nghiệp khác, không gặp nhau được. Như vậy cái lỗi là tại vì chúng ta những cái bậc mà đại diện cho Đức Phật đi ra hướng dẫn, mà tôi nói thật cho quý vị, một cái trường dạy neo dạy tóc mà 1000 học trò mà thi xong á, nó lấy điểm đậu chỉ cần có 10 đứa là cái trường đó cũng bị là người ta tẩy chay rồi, phải không? Vậy mà giờ có cái chùa nào ở đây mà 100 Phật tử, 1000 Phật tử đến tu mà giảng sanh được 10 người đưa cho thầy coi? Không có hả? Như vậy là chúng ta phải thấy rõ cái sai lầm của chúng ta. Nếu cái trường dạy tu thiền, hai trường tu tịnh độ mà chỉ có 10% học trò lấy bằng cấp được giảng sanh, thì quý vị chỉ xem cái trường của đạo Phật chúng ta thua cả trường UCLA, thua cả cái trường De Anza College, thua cả cái trường Evergreen College, phải không? Như vậy là đạo Phật là dạy do một cái trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác của một vị Phật, mà chẳng những dạy thua những cái thế trí ở thế gian sao? Phật kêu là thế trí biện thông là tam đồ bát nạn. Vậy mà những ông thế trí biện thông mở trường dạy là tỷ lệ đậu phải là 80%, có phải không? Mà chúng ta là những đệ tử của một cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chúng ta dạy đệ tử chỉ ra trường có 1%, thì chúng ta thấy rõ là lỗi tại ai? Lỗi tại những người thầy, lỗi tại những ngôi trường. Chúng ta phải nói thẳng vấn đề này. Đó, như vậy trường dạy nghề làm neo, trường dạy nghề làm tóc, trường dạy nghề thợ điện, thợ mộc, thợ máy, thợ lẩu nước, trường dạy nấu ăn, trường dạy lái xe, trường trung học, đại học, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, kế toán, CPA. Mà bây giờ tôi đố quý vị, trường dạy nghề nào ở ngoài đời để kiếm tiền sinh sống, và trường dạy đạo của đạo Phật tu thiền tu tịnh độ, trường nào có chương trình dạy học rõ ràng và có học sinh giỏi hơn? Như vậy chúng ta học Phật mà thua những người học ngoài đời để kiếm tiền là một cái chúng ta cần để ý và phải sửa chữa ngay cái vấn đề này. Rồi tôi đố quý vị, có trường dạy học nào trên thế giới và các trường dạy nghề ở trên thế giới mà đăng quảng cáo như tôi đã nói, trường đại học của chúng tôi rất là nổi tiếng, có toàn là giáo sư dạy giỏi các sinh viên theo học kiếp này, không thi đậu lấy bằng kỹ sư bác sĩ thì hẹn kiếp sau sẽ dạy tiếp cho quý vị, chừng nào thi đậu mới tính tiền.
nghe là thấy là đã muốn nổi bồ đề gai rồi. Hả? Vậy mà rất nhiều những cái người vẫn nằm đơn vô giữ pháp tu này pháp tu khác hú nhau, có phải kỳ hú à, tu hú. Vậy sau khi phụ huynh học đọc từ quảng cáo của trường đại học này còn có cho dám con của quý vị vào cái trường đó học hay không? Vậy mà tôi thấy có nhiều trường dạy học ở Mỹ và Việt Nam quảng cáo như vậy mà có rất nhiều học trò ghi danh theo học. Quý vị có biết trường đại học nào rồi quý vị rành rồi đó. Như vậy Phật là bậc trí huệ vô thượng mà tại sao trường dạy thiền dạy tịnh độ của Ngài lại thua trường dạy nghề ở thế gian, là lỗi tại ai? Lỗi tại những ông Tăng và Ni như chúng tôi đây. Bây giờ tôi hỏi quý vị, chuyện niệm Phật để giảng sanh tịnh độ là khó, còn chuyện tu để làm người là dễ phải không? Vậy trong pháp hội này có một vị nào đó phát nguyện như sau: tại tôi quá thương cha mẹ tôi quá thương vợ chồng tôi nguyện kiếp sau đầu thai trở lại để làm con của mẹ tôi, con của ba tôi và chồng của vợ tôi và vợ của chồng tôi. Cái xác suất này rất là khó. Trăm năm trước thầy trò chúng ta chưa gặp, 100 năm sau chắc gì đã gặp lại nhau rồi, phải không? Như vậy chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề này và chúng ta phải lìa, khó lắm. Tôi muốn nhấn mạnh để quý vị tu tịnh độ phải phát nguyện được vãng sanh ngay trong đời này, đừng hẹn sẽ vãng sanh trong đời sau, tỷ lệ này rất khó thực hiện được. À, vậy tại sao quý vị tu tịnh độ thì nhiều mà lại khó được vãng sanh? Bây giờ tôi nói rõ nè, vì các thầy đọc kinh, các thầy đưa cái tiêu chuẩn là phải lấy cái bằng CBA, BSD tu tịnh độ mà quý thầy bắt quý vị tu đạt tới trình đại vô niệm nhất tâm bất loạn là muốn về cái gì? Thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà tôi chỉ cần quý vị về cái hạ phẩm hạ sanh, quý vị có chịu không? Là được rồi. Một cái ông có tú tài một cũng đi vào trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức, ra trường cũng đeo chữ quý, mà một cái ông đang dạy ở Đại học Phú Thọ bị tổng động viên đi vào sĩ quan trường bị Thủ Đức cũng đeo cái lon chữ quý, phải không? Như vậy là tôi không nói là tôi dạy quý vị về thượng phẩm thượng sanh, mà tôi chỉ hướng dẫn làm sao đệ tử đối nghiệp giảng sanh để về cái hạ phẩm hạ sanh, nhưng nhớ đừng có về biên địa được lại. Cái đó là cái mục tiêu có thể thông lại. Bây giờ tôi phân tích cho nghe. Tôi xin phép thầy uống miếng nước. Tôi bị khang tiếng, quý vị biết không? Từ buổi giảng tới nay, tôi không có bữa nào mà tôi nghỉ được hết. Tới 2, tới 1, 2 giờ sáng tôi mới ngủ. Hết người này gỡ rối tơ lòng, tới hồi người kia gỡ rối tơ ruột, ruột già tới ruột non. Thành ra biết là tại tôi mệt quá rồi tôi phải vô tôi ngủ 2 tiếng rồi hết thời kinh này, thời kinh kia. Sáng lại đây là tụng Lăng Nghiêm, tụng A-di-đà, rồi tụng Phổ Môn, tụng đủ thứ hết mà tôi không sao, tôi vui vẻ. Thành ra nãy tôi chỉ ngủ trưa được 2 tiếng, tôi quá mệt rồi tôi đóng cửa rồi coi như là tôi nhập thất, là tôi thiền ngủ. Dạ, nhưng mà Phật cũng thương, tại vì thương ghét đừng để lòng nằm ngủ hai chân ngái. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, bây giờ tôi nói về cái thượng phẩm thượng sanh trước nè, quý vị lắng nghe, người nào có căn cơ tôi cho cái quý vị thấy rõ. Bây giờ người tu sơ thiền đạt được cảnh giới sơ thiền, sau khi sơ thiền là họ ly khổ đắc lạc. Những người nào mà vượt qua ly khổ đắc lạc là gì? Sau thời gian ngồi thiền 2 tiếng mà không còn bị khổ bởi cái thân, tức là người này là người tài xế lái xe, cái tâm là tài xế và cái thân là cái xe, mà cái xe thì có xì bánh, có bị đụng bị méo, mà người tài xế này vẫn bát phong tâm vô sở trụ, không trụ vào cái thân, phải không? Thì cái người này thì thí dụ khi chúng ta cùng mua một chiếc xe mặt xi điện từ trong cái dealer ra, thì cái người tài xế này lái chiếc xe và chở tôi ngồi bên cạnh để đi thuyết pháp. Nhưng mà trên đường đi từ đây xuống dưới tiệm cơm chay Di Đà, Di Lạc gì đó để ăn, thì đùng một cái người Mỹ đen nào đó họ thấy cái xe mặt xi điện láng quá, họ liền một cục đá vô. Cái ông đó, ông nói ông chứng được sơ thiền, nhưng mà ông là Uya, tức là để cái kiếm, ông là Uya, tức là ông này chưa chứng được sơ thiền, vì ông này còn cái chấp ngã. Tại vì cái xe trước đó 1 giờ đồng hồ là của dealer Mỹ, cái chọi ông không kỹ, mà ông vừa ký xong cái xe đó là của tôi, chọi vô đâu có đau ông, cái xe không là đau, ông là Uya,
phải không? Quý vị mà thường đi trên xe bị cái gì nó văng vô là úi da liền. Tại sao? Vì chúng ta, xe của tôi là đặt cái ngã trên cái xe đó, vì nó không chính sơ tiền. Đi hiểu thầy nói không? Mà vị nào đi cái Mercedes S500 ha, 150.000 như cô gì, cô Dự Hảo, phải không? Dạ đúng rồi. Mà chút xíu nó đi ra mà bị một anh Mỹ đen nào, anh Mễ là anh chọi cho bể cái kiếp mà cổ vẫn cười, thì cô này được gọi là sơ tiền. Mà ở bên cái tu mà dòng thánh tịnh độ, cái dòng dòng mà bên mà thiền nguyên thủy gọi là gì? Tu đào hoa. Còn vị nào mà thấy người ta chọi ra mà trờn mát phục ma chạy vô mặt xanh lè là mới là gì? Mới là tu hú, chưa phải tu đào hoàng. Thì như vậy một cái quả vị sơ thiền là quý vị ngồi thân có đau mà tâm không đau, qua khỏi cái trạng thái ly khổ đó. Mà ai ngồi 2 tiếng đồng hồ mà thân đau vẫn tự tại, người đó vào cái ly khổ mà đắc được cái lạc. Và người đó có cái tâm thế này, mong tới giờ để mà ngồi thiền, người đó ngồi và người đó ly thân luôn. Tới cái giai đoạn mà họ tiến lên nữa là họ ly thân. Vị nào mà qua cái giai đoạn 2 tiếng rồi mà không còn bị cái đau của cái ngồi kiết già nó hành hạ, và tiến lên một bước nữa là vị này sẽ là ly thân. Không biết mình ngồi cái đầu ở đâu, không còn trụ vào thân nữa. Tức là có nhiều người đạt cảnh giới đó, khi con tu có một vài ngày đạt cảnh giới đó thì không biết cái đầu ở đâu, cái đỉnh ở đâu, mà chỉ còn dính vào cái hơi thở rất là nhẹ, mà hầu như là nó chỉ còn có cái hơi thở thôi, rất là an lạc. Và trong tới ngày để tu, tới ngày tới giờ đi làm về là leo lên người đó, là coi như là họ đạt vào cảnh giới thiền định. Thì những người này mà còn vợ còn chồng, chưa có chấm dứt dâm dục, sau khi chết đùng một cái thì người đã về các 6 tầng trời dục giới, có vợ có chồng, cái gì có thể nói không? Nhưng mà một người tu tịnh độ chỉ cần vũ tròn ngũ giới và họ thập thiện thì người đó cũng về các tầng trời của dục giới, quý vị hiểu thầy nói không? Đó, cái đó là chúng ta thấy rõ cái đường nào là đường nhẹ nhàng. Tại sao vậy? Vì chúng ta có niệm Phật mà chúng ta không có tính hành nguyện dưỡng, nhưng mà với cái thiện nghiệp và cái phước đức niệm Phật, một câu A Di Đà tiêu vô lượng tội, phải không? Do đó chúng ta vẫn đi, vì ngồi thiền là đi bằng tử lực, và chúng ta tu tịnh độ là cộng với tha lực, quý vị hiểu chỗ đó. Thầy không phỉ báng tu thiền, vì phía sau Tượng Bổn Sư là Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma là vị tổ của thiền tông, phải không quý vị? Chúng ta bây giờ bất cứ chùa nào tu tịnh độ, tu thiền đều thờ tổ sư là thiền tông. Tại sao vậy? Vì căn cơ thời đó là tu thiền, căn cơ thời này là tịnh độ. Quý vị hiểu thầy nói không? Đạt Ma là tổ sơ tổ của thiền tông Trung Hoa và tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ. Chúng ta không phải là phản bội cái đường lối của tổ sư, nhưng mà gì? Ở Việt Nam thì uống nước sông Hương, sông Đồng Nai, sông Cửu Long. Ở Ấn Độ là uống nước sông Hằng, và ở Hoa Kỳ thì uống nước sông Mississippi. Phải hiểu như vậy, chúng ta liệu cơm mà gắp tàu hũ, đừng có gắp móng. Như vậy thầy nói rõ, dù cho quý vị có tu đi đời này chứng lên tới tứ thiền thì vẫn là vào cõi trời trường thọ thiền. Mà trường thọ thiên thì nằm trong tam đồ bát nạn cung ly khổ. Tại sao? Tại vì ông sống lâu quá. Đức Phật Di Lặc là ở cõi trời đấu sức, thọ mạng của cõi trời đấu sức là 4.000 tuổi, mà cõi trời đấu sức còn thấp hơn cõi trời của thiên ba tầng. Là từ đây muốn biết tới ngày hội lâu qua, chúng ta lấy cái thọ mạng của dân chúng cõi trời đấu sức, một ngày một đêm cõi trời đấu sức là 4.000 năm. Thọ mạng là 4.000 năm, một ngày một đêm là mấy trăm lần của chúng ta. Thể đi từ thấp 6 cõi trời dục giới, có vợ có chồng, do tu vũ giới và thập thiện mà chưa dứt được dâm dục thì sẽ về cái cõi trời thấp nhất, là cái cõi trời tứ thiên dương, là tứ vị thiên dương đó. Thì cái cõi trời đó một ngày một đêm là 50 năm chúng ta, và họ sống được 500 năm. Muốn biết con số, lấy 500 năm nhân cho 365 ngày, nhân cho 50 năm, ra mấy triệu năm. Cõi trời thứ hai là cõi trời đau lợi, cao hơn một chút. Một ngày một đêm của họ là 100 năm cõi ta bà chúng ta. Họ sống được 200 năm, và chúng ta lấy 1.000 năm nhân cho 200 năm nhân cho 365 ngày. Cõi trời cao hơn nữa là cõi trời dạ ma. Chúng ta cái nhân double lên là họ sống được ví dụ như 2.000 tuổi. Và như vậy một ngày một đêm của họ là 300 năm, ví dụ nhân cho 365 ra. Và cõi trời Đức Phật Di Lặc là cõi trời đấu sức,
thì họ sống 4.000 tuổi, một ngày một đêm 400 năm ở đây, lấy 4.000 năm nhân 365 ngày nhân 400 năm thì biết còn bao lâu Đức Phật Di Lặc xuống đây. Nhưng mà về tới cái cõi trời mà phi tưởng, phi tưởng thì phải nhân cho số 1 và 1.000 con số 0 nữa ông mới chết rồi. Ông cứ ngồi trong thiền định hoài, Phật Di Lặc xuống đây giảng xong pháp hội Long Hoa, Phật Di Lặc nhập diệt rồi, ông vẫn ngồi trên đó yên lặng như một cục cây, sống trong cái định quá lâu, do đó không ích lợi chúng sanh, mà bao nhiêu vị Phật ra đời cũng đều không được nghe. Khi hưởng hết cái thọ mạng đó rồi thì rớt một cái từ cõi trời đó mà rớt xuống các cái đường dữ thì đó Phật kêu là bát nạn. Thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta tu tịnh độ mà muốn được về thượng phẩm thượng sanh là sao? Phải niệm Phật vô tới chỗ mà nhất tâm. Về niệm Phật nhất tâm chỉ về tới trung phẩm trung sanh thôi, chưa được nhất tâm bất loạn là chỉ về trung phẩm, mà muốn về thượng phẩm phải là vô niệm. Nghe lạ quá, niệm tại sao vô niệm được hả? Thì bây giờ thầy thí dụ, người tu thiền họ dùng cách là điếm hơi thở để diệt vọng tưởng. Sau khi thời gian họ điếm hơi thở và diệt vọng tưởng rồi, họ còn cái điếm hơi thở mắc công nó trồng kéo, họ lột luôn cái chữ điếm là họ theo hơi thở, họ theo hơi thở thời gian, và họ cũng thấy kẹt quá, họ bỏ luôn cái theo hơi thở và họ chỉ tức là đình bạc, chỉ là ngưng. Diệt cộng nó có danh từ là đình chỉ công tác, thì chúng ta kêu là chỉ là ngưng hết. Như vậy cái thời gian đó họ vào trong, mà chỉ thời gian thì trở gì? Hôn trầm ngủ gục. Con tu thiền con biết phải không? Chỉ quá thì ngồi gục, mà hả quán quá thì loạn. Do đó họ chỉ quán song hành để có định có huệ, phải không? Nhưng mà rồi tu như vậy bên tịnh độ chúng ta là đầu tiên chúng ta cái tiêu chuẩn mà 10 niệm phút lâm chung mà chúng ta không có xen một cái niệm nào vô, khó lắm, khó kinh khủng lắm. Quý vị thử bữa nào mà quý vị vô trong phòng mà sanh con đó, mà đau bụng mà quý vị 10 niệm mà không xen một niệm nào, khó lắm. Vì khi chúng ta chết tứ đại phần thầy muốn biểu diễn dễ lắm. Bữa nào lên đây tôi nói ông Từ, ông kiếm một cái chuông này, ông đổ vô đầy cái thùng nước, rồi một vị nào đút cái đầu vô trong đó, và tôi nói thì bắt đầu tôi cho niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nếu bên tịnh không thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà chịu như vậy cho tới khi nào mà chúng ta thở không nổi. Một cái người chết là tại sao? Vì oxygen không thở được mới chết, phải không? Chúng ta đút vô trong cái thau nước này, cái chuông này để biểu diễn, chúng ta chịu chừng 5 phút là chúng ta bung, là không có người nào chịu. Tôi đã thử rồi, 2 phút là chịu hết nổi rồi. Lúc đó chúng ta không nghĩ tới Phật mà làm sao để thở. Tôi đè một đứa đệ tử, nó nói là nó không sợ chết mà nó chỉ sợ bệnh. Tôi nói rồi, nói chuyện tình, con đà đầy thầy lấy cái khô mà sầu bông mà 5 gà lông đó, thầy phiêu đầy, thầy đè nó xuống rồi bắt đồng hồ. Đầu tiên là nó niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chưa được 30 sát cành là nó dùng nó dãy tôi đè, tôi nói chưa đủ. Tôi đè tới 2 phút nó lên, nó muốn bính lộn với tôi. Tôi nói nãy sao mà con nói chết dễ. Chúng ta chết, tôi đã từng đi hộ niệm, có phải người ta thở cá, những người nào có phước lắm đó là một tiếng đồng hồ thở cá, phước lắm rồi. Mà có những người thở cá 3 ngày, có người thở cá cả tháng có hồn. Như vậy cái khổ kinh khủng lắm. Lúc đó làm sao mà chúng ta được nhất tâm? Nhưng mà nhờ những cái chúng ta đi tu, nhờ những cái chúng ta đi tu Phật thất, có những vị ngồi niệm Phật 2-3 tiếng tích lũy nghiệp. Nhờ có những người lại lương hoàng sám, nhờ những người lại giảng Phật, có những người lại 1.000 lại một ngày, nhờ tụng địa tạng, những cái lực đó, ví dụ thế, cái phước đó nó xui khiến tới giờ chót chúng ta gặp được thiện hữu tri thức để trợ niệm. Thì thiện hữu tri thức trợ niệm là sao? Bây giờ chúng ta có một chiếc xe hơi, một cái bàn này nó nặng là 100 kg. Bây giờ một mình quý vị kia không nổi, nhưng mà giờ chúng ta kêu là 2 người, mà 2 người niệm Phật hộ niệm thì người A Di Đà Phật, người A Di Đà Phật không điều nhau cũng không được, khi cũng nổi. Mà bây giờ chúng ta có 30 người, thầy bắt đầu thầy đánh A Di Đà Phật, đánh lên cái là cái lực nó bưng lên liền. Quý vị hiểu thầy nói không? Là nhờ cái sức của đại chúng. Thấy rõ, đó là cái điểm quan trọng quý vị cần để ý. Như vậy ông Trương Thiện Hòa, ông giết heo giết bò, khi chết tướng địa ngục hiện ra, ông sai người nhà ông đi mua nhang mua đèn về cúng Phật để ông sám hối. Về lâu quá không kịp, ông dùng 2 cái tay ông đốt để mà ông cúng Phật, và sau đó ông 10 niệm giảng sanh. Vì cái cuối cùng ông bám vào Đức Phật, quý vị hiểu thầy nói không? Và ông đốt cái thân,
Mà trong kinh Pháp Hoa, ai mà cúng dường thân là cái người đó phước báo bằng là đem cả quách thành thê tử để tốn, có phải không? Như vậy chúng ta phải hiểu chứ đừng có tưởng là ông Trương Thiện Hòa giết heo mà không được và còn tôi không được, phải không? Thành ra phải nghĩ rõ tại sao người ta. Thì bây giờ thầy nói nè, người tu mà được vãng sanh tịnh độ về thượng phẩm là người đó phải niệm Phật là trạng thái nhất tâm bất loạn, trong 10 niệm đó liên tục và sau tới cái trạng thái đi đứng nằm ngồi đều niệm như Ấn Quang Đại Sư nói. Và cái người đó phải không thấy lỗi người, phải xem mình là phàm phu mà xem bạn hữu là Bồ Tát. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều niệm Phật hiệu nho nhỏ, chỉ thấy những hình ảnh tốt đẹp, không nhìn những cái xấu xa bại hoại của bạn đạo. Còn quý vị vô đây vô niệm chút xíu là để ý là cái bà đó bữa nay niệm không có đúng, tôi niệm 4 tiếng bà niệm 6 tiếng là không có chơi, phe đó là phe khác không phải phe ta. Là chúng ta đã đi vào trong cái cảnh là lục đạo luân hồi rồi. Thì cho giả sử quý vị bác luôn cả tới niệm nhất tâm bất loạn rồi, nhưng mà cũng chỉ về được, nếu lúc đó quý vị chết một cái, quý vị về được trung phẩm trung sanh thôi. Nhưng mà muốn về cái thượng phẩm thượng sanh là dùng cái câu niệm Phật để đè cái niệm chúng sanh, dùng cái câu niệm Phật để đè cái niệm thương, niệm ghét, niệm phải, niệm quấy, niệm ái, niệm dục. Nhưng mà cuối cùng rồi tới cái chỗ vô niệm là buông luôn câu niệm Phật, buông luôn, thì người đó ở về trạng thái giống như là bên thiền tâm, là trực chỉ chuyên tâm, biến tánh thành Phật, bổn lai vô nhất vật, cần gì phải niệm. Còn giữ câu niệm Phật là của thần tú, là thân là cội bồ đề, tâm là đại gương sáng, cần phải lao phải chùi bằng câu niệm Phật, đừng để dính bụi, buông luôn. Xưa nay bồ vô nhất vật, cái tâm Phật này làm sao mà dơ được hả? Cái thân tứ đại này có già có khổ, cái thân tâm Phật làm sao già khổ? Do đó tới cái cuối cùng là tới cái cửa mà vô thượng, họ buông luôn câu niệm Phật, là niệm tới đó là tới cái chỗ vô niệm. Nhưng mà chúng ta thầy trò chúng ta không đạt cảnh giới đó được, mà các vị thầy cứ dạy là phải niệm tới chỗ vô niệm thì làm sao? Nhưng mà dạy cho nó chỉ là vào trong cái hạ phẩm hạ sanh thì làm được. Quý vị hiểu thầy nói không? Là đới nghiệp giảng sanh, mang theo nghiệp ác để qua đời khác. Mà muốn được cái đó thì thầy khuyên quý vị đừng dai nợ tiếp nữa. Những người đã thiếu nợ rồi đừng sạc ri đích kha nữa. Mà người sạc ri đích kha ở ngoài đời là họ còn trả được. Còn chúng ta tiếp tục ăn thịt chúng sanh. Làm ơn ăn chay cho thầy đi. Vì chúng ta còn ăn là chúng ta còn mắc nợ. Tôi thí dụ tại sao? Bây giờ một cái trại giết bò, mỗi một ngày mà nó giết một con bò đó, nó phải giết bằng cách nào? Tôi đã kể trong một bài pháp rồi. Con bò ở Việt Nam làm ra ăn nó dai nó dở, là nó không có đỏ như con bò Mỹ. Vì ở đây có những cuốn phim họ quay, họ gột hai con sừng con bò vô trong một cái kìm bằng sắt rất là cứng, rồi họ đun một cái sắt dài khoảng 2 thước nướng cho đỏ. Họ thọt từ con mắt con bò là thọt xuyên ra ngoài họng môn luôn, nó đau quá và tất cả mạch máu nó đều bể ra hết. Thành ra quý vị cắt thịt ra thấy máu đỏ, nó đóng cái thù cái hận này đời nào mà đã đây. Rồi nó đâm thẳng từ con mắt bên trái bên phải, nó đâm vào để cho máu đỏ ra. Trong này có ai coi cái phim đó rồi đưa tay để coi, phải không? Là nó đau quá, phải không? Đến nỗi nó đau quá và nó bứt ruột gan hết máu ra, thành nó đã trở thành ra một miếng thịt ngon để chúng ta ăn. Thì cái tội này chia từ đâu đây? Khi một bà mẹ cho con bú, mà thầy đã kể trong một cái băng dĩa, chồng thì là một vị tiểu đoàn trưởng ở một đơn vị địa phương quân, bà đó là Phật tử của thầy lâu rồi mà kể. Thì bữa đó đi ra tiền đồn, thì bữa đó là chương trình tiền đồn có cái rước ca sĩ là coi như là chiến tranh chính trị để ca cho các anh chiến sĩ ở tiền phương, có gì hiểu không? Thì bà này bà mới sanh con xong, thì ông tiểu đoàn trưởng này nghĩ là vợ mình không có đi ra, tại vì còn nằm trong người Huế là họ kỹ lắm, là phải mấy tháng mới đi ra được. Nhưng mà bà này bà ghen, bà thấy ông này là đi mà sao hoài bà có linh tính giống bằng thứ sáu. Bà mới gọi cho cái một người, nghĩa là em của bà là làm bên chiến tranh chính trị, cho biết là ngày đó có trực thăng đưa ca sĩ Sài Gòn ra hát tại cái tiền đồn đó. Và bà lên bà đi. Thì đi lên ca sĩ đó, bà ra tới nơi cái tiền đồn đó, thì bà lại trong lúc bà xuống máy bay, thì bà xuống tới nơi thì bà mới biết là ông này có cặp với một cô vợ nhỏ ở ngay cái tiền đồn đó. Trong lúc bà thằng nhỏ nó đang bú thì bà cho nó bú. Bà vô tới nơi thì bà thấy cái ông kia đi ra và có một cái cô vợ nhỏ cũng đang có bầu ở tại cái tiền đồn đó. Thì bà giận quá, và sau khi bà giận xong bà mặt tái mắt, và đôi khi chút xíu sau thì đứa nhỏ nó bị chết.
đứa nhỏ đang bú sữa nó bị chết. Thì ông đại quý này mới gọi một ông y sĩ kêu là quân y trung quý, ông mới gọi một cấp cứu, thì ông tách ra coi là cái chết là không phải vì trúng gió, không phải gì hết, mà do là cái sữa có độc, đem cái sữa bắn ra. Lý do tại sao cái sữa có độc? Vì trong lúc cơn ghen, cơn giận, cơn sân nó nổi lên, tất cả các máu chúng ta nó biến thành chất độc, phải không? Và khi chúng ta giận là chúng ta sôi gan, mà gan là cái bộ phận để lọc chất độc. Lúc đó gan không làm việc thì tất cả những chất độc trong máu nó đi thẳng vào sữa, và đứa nhỏ bị chết vì nhiễm độc. Cái gì có thể nói không? Mà trong khi con bò nó bị đâm như vậy, nó thù hận cỡ nào hả? Đạo hữu này đã thấy rồi đó, nó thù hận mà nó nhìn chúng ta cái kiếp nào nó mới trả. Do đó nó tích lũy vào trong máu, và chúng ta về cứ ăn bơ bít tết, bò sầu lăn, bò dò viên gì đó, thì một thời gian sau thì không ung thư gan thì cũng ăn thu phổi, cũng ung thư ruột thôi, phải không? Mới than trời trách đất tại sao qua đây ung thư nhiều quá vậy. Thì cái đó là cái nhân và cái quả. Thì bây giờ cái tội ác của cái người lò bò đó chia cho ai? Một ngày họ giết ra 100.000 con bò. Như vậy thì 100 con bò đó, bắt đầu ông chủ của cái trại bò đó, ông không lãnh một mình đâu. Nhân viên mà giết bò không lãnh một mình đâu, họ chia cho các cái wholesale như là Costco, chủ Costco, rồi từ chủ Costco mới chia cho những cựu chủ xe lăn, rồi chủ xe lăn mới chia ra cho những người ăn trưa ở hãng xưởng, rồi các chợ ở đây, chợ Việt Nam bắt đầu mới chia cái tội đó cho các bà mà còn ăn thịt chúng sanh, phải không? Những cái bà mà thọ Bồ Tát giới mà còn ăn xác chết, còn ăn thịt chúng sanh mới chia ra. Tại sao? Tại vì ông chủ ông đâu có tu gì, mấy bà Bồ Tát giới là đi thọ bát quan trai, là đi niệm Phật chỗ này, niệm Phật chỗ kia. Bồ Tát mà ăn thịt chúng sanh thì thay vì cái Bồ Tát đó mà tu được bao nhiêu thì chia cho ông chủ trại bò, chia cho ông chủ chợ, chia cho bà chủ nhà hàng. Thì tu hoài tội là con thọ Bồ Tát, mà sao con chết con trên thì thở oxy dưới mặt tả. Bây giờ thấy rõ chưa? Hả? Chia tội như vậy, hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm mà con vui mừng theo đằng này, hoặc thấy người giết mà con còn xịt, còn đốt, còn nuốt cái xác chết đó, thì tội cỡ nặng. Cái gì làm ơn việc đừng dây nợ mới nữa. Đối nghiệp vãng sanh là mang nợ cũ và không tạo nợ mới nữa. Làm ơn ráng ăn chay cho thầy đi. Ở trong này những cái bà mà đã xài răng giả thì thầy Phiên nên ăn chay giùm cho thầy. Bữa trước ở trên cái khóa tu bắt quan trai trên kia, có một bà cũng lớn bảy mấy tuổi vô: "Ơ thầy Thông Lai ơi, con ăn chay mà thầy khó quá, con tu bắt quan trai mà thầy không cho sáng không cho ăn cháo, rồi tối không cho uống sữa, chỉ cho uống nước lạnh không, con khổ quá." Bà đừng nói như vậy, cái bà ác xiền, cái bị allergy, cái bà giăng hàm răng giả ra. Cái tôi nói cái gì răng ra, bà nói giờ hàm răng giả. Tôi nói trời ơi, tụ đã ăn hết răng thiệt tới răng giả rồi mà nhịn có một bữa cũng không chịu nữa là sao? Ăn hết răng thiệt qua tới răng giả, mà răng giả rớt ra mà còn vô khiếm lại cho con ăn thêm bữa có được không? Như vậy chúng ta là Atula đó mà không biết. Hồi đó tôi ngồi trong cái pháp hội, tôi hỏi hòa thượng: "Con mai mốt con đọa dạ Atula, con học bài pháp này, con không có dạy gì, con ăn nửa bắt dưới đâu, con sẽ ăn nửa bắt trên, phải không? Dạ, nửa bắt dưới con bỏ, thì con cũng giống như chư thiên à." Atula đồng với chư thiên, chỉ có cái phước báo là ăn bữa trên là cam lồ mỹ vị, mà nửa bắt dưới là dồi, là trùng, là đồ bất tịnh. Cái hòa thượng nói đúng, ở đây con nói thì hay lắm, nhưng mà nhìn cái pháp hội này có mấy bà đang là Atula ăn nửa bắt dưới đó. Cái tuổi thanh xuân từ năm 45 năm về trước đó, thì là sao? Ăn cái gì nó cũng ngon, cắn cái apple nghe cái rốt, mà nhai miếng thịt bò bít tết nghe nó cũng giòn. Ăn cái gì cũng ngon hết, rồi ăn bắp ăn gì cũng được. Mà tới cái tuổi cắn vô răng giả nó rớt ra rớt vô rồi đó, là ăn nửa bắt dưới mà đâu có chịu thua. Mà bữa đó còn cấm ăn con bữa, mà vô thầy cho con phép con ăn chút để đừng phạm giới, con chịu không nổi. Mà vừa nói ác xì cái nó dăng ra cái hồng răng giả. Rồi chết rồi, nó sao con niệm Phật hoài mà Phật không rước con, Phật không linh. Thì như vậy quý vị thấy rõ, ăn hoài, ăn quỷ từ nhỏ tới lớn mà nhịn ăn có một bữa mà chịu không nổi. Phải chi răng còn tốt, răng cỏ xịu xạo rồi, tùm lum tà la mà cũng ráng mà ăn mà xin cho được. Như vậy quý vị hiểu rồi đó. Thầy khuyên quý vị từ nay, làm bất cứ công đức gì đều hồi hướng vãng sanh. Vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có một cái đoạn niệm Phật mà Ngài Thế Chí, Ngài nói, niệm Phật Diên Thông. Mẹ là Đức Phật A Di Đà, mẹ lúc nào cũng thống cái từ trường thương yêu con, mà con nhớ mẹ thì hai mẹ con này sẽ gặp nhau. Mà mẹ dù có thương con, tối về đứng trong nó
thấy ở đây có những bà nào mà tối con đi chơi về ngủ không được, nằm ở sofa có không? Mà con nó không để ý, nó vẫn đi chơi rồi chúng ta lo không biết nó bị gì, thì hai mẹ con không bao giờ gặp lại. Nhưng mà mẹ mà vừa nghĩa là nghĩ tới là con nó không bao giờ nó làm buồn, nó cứ lẩn quẩn ở bên, thì hai mẹ con sẽ gần với nhau. Thì chúng ta niệm Phật cũng vậy, chúng ta phải nghĩ cái Phật A Di Đà là mẹ, mà chúng ta là con, hai mẹ cùng nhớ nhau, con cùng nhớ mẹ, mẹ nhớ con, thì chắc chắn sau khi chết hai mẹ con sẽ gặp nhau. Còn nếu mẹ nhớ con mà con không nhớ mẹ thì muôn đời không gặp mẹ đâu. Đó là cái quy tắc để tu hành tịnh độ. Như vậy tại sao mà chúng ta không được giảng sanh? Vì chúng ta không biết áp dụng cái bát chánh đạo là chánh kiến, thấy đúng, phải không? Nãy giờ tất cả khi thầy khai triển ra, chúng ta thầy dạy cũng làm sai, mà trò học cũng học sai, không thấy đúng, phải không? Học mà cái giao duyên không làm sao mà được giảng sanh. Mà chánh kiến thấy đúng là cái gì? Đúng đây quý vị, cái ta bát chánh đạo giờ ai cũng thuộc lòng. Chánh kiến, chánh gì? Chánh tư gì? Chánh gì? Chánh ngữ, rồi chánh gì nữa? Chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm, thuộc rành lắm. Nhưng mà bây giờ có làm được hay không? Chánh kiến là chúng ta phải thấy rõ nhà là cái gì. Nhà là cái nơi để chứa xác sống, có phải không? Cái xác này đi ra đi vô, cái nhà bốn phòng ngủ cũng là chứa xác sống. Mà cái nhà mồ ốc hiu chút xíu nó cũng là sau này chết, chứa xác chết. Hả? Phải thấy rõ cái đó mới kêu là chánh kiến. Rồi chưa hết, thấy rõ là con nó là nở, chứ nó không có phải là gì hết. Con thời xưa thì phải nói hết, con nó là có ân và có quán. Nhưng mà 80% con lên đây cõi này là nó đòi nợ cái gì hết. Vì chúng ta dai nợ quá nhiều, người xưa người ta dạy nợ ít. Con là nợ, trời ơi, tiền xài tất cả cách cũng không dám ăn, chỗ nào cây xăng rẻ 5 sen cũng gắn lết rồi đấy. Mà con nó muốn ngàn nào là có ngàn đó, mà dâng hai tay nữa, phải không? Thức khuya dậy sớm, chỉ có chủ nợ mới vậy thôi. Còn tôi hỏi quý vị đang ngồi ăn cơm nè, mà nó mới mấy người mới lấy nhau đó, nó làm cái rẹt thay tả là chỉ có lại mà thay mà rửa nữa, thì chỉ phải là chủ nợ mình mới sợ nó như vậy chứ. Rồi lớn lên á là nó buồn hết. Quý vị nuôi nó ở Việt Nam, quý vị nuôi cũng 20 năm để nó ra riêng, mà bên Mỹ này nuôi cũng 20 năm mà chưa yên với nó, vì còn tới đời cháu nữa. Hả? Rồi tới đời cháu chưa yên mà chết rồi đó, mà để tài sản lại nhiều cũng bị khổ, mà không có tài sản cũng bị khổ. Rồi cuối cuộc đời quý vị nó đẩy quý vị vào viện dưỡng lão. Con quý vị bất hiếu từ lúc nào? Từ lúc nó biết yêu, từ lúc nó lấy vợ. Tôi nói không có sai đâu. Người nào có con trai thì nghĩ coi, trước khi mà nó lấy vợ là đi làm về là ôm mẹ hung cái chục, mẹ ơi mẹ khỏe không, mẹ ăn gì chưa, phải không? Rồi bắt đầu nó biết yêu là bắt đầu nó xa lánh mẹ từ từ, rồi bắt đầu nó về nó chỉ chào bơm cái rồi nó lo, nó đâu tắm rửa là nó đi ra gặp người yêu của nó, người yêu tương lai của nó, người vợ tương lai. Và khi mà nó cưới về rồi đó là bắt đầu tôi đứng tôi coi hoài, những đứa mà nó đưa vợ nó lại mà tu quá, trời ơi, nó hôn vợ nó nghe cái chắc, mà nó mẹ nó đưa lại nó hôn cái xoẹt. Tại vì hôn yếu rồi, tại cái sức cái hôn vợ nó mạnh quá, hôn bà già cái hôn vợ là nghe cái chốc, mà hôn bà già cái chốc. Tại cái mặt này nó già, nó cốt rồi, nó đủ đồi mồi, nó không nổi. Còn cái mặt kia là mặt kia qua da phấn. Như vậy nó bất hiếu từ cái lúc phải mấy bà cụ cười quá vậy, đúng rồi phải không? Con vợ nó đang ngồi đây, tôi để ý này, cái bắt đầu ăn cơm á, nó ăn, em đi chợ em ăn không được. Cái là thấy chút xíu là nó lái xe, nó bay lẹ chút xíu là nó mua xuống nhà hàng, nó mua một tô cơm chay, một cái tô cà ri chay, hoặc là một tô hủ tiếu chay về. Còn mẹ nó mà ăn không được thì nó nói, ráng ăn đi bà, mà ráng ăn đi bà, vô đây sao bà khó khăn quá, phải không? Giờ đi xa lắm, mà vợ nói cho bà chạy liền à. Như vậy là không phải chủ nợ cái gì là cái gì nữa. Vậy mà không chịu tu niệm Phật mà cứ liến ái à. Hả? Đi không cần, phải không? Như vậy quý vị chặt dùm thầy cái dự ái cho thầy đi. Quý vị có thì nó cũng sống, mà những người mà đã vượt biên mà chết hết rồi làm sao? Tụi nó cũng sống, nó đi theo cái nghiệp của nó. Hả? Chúng ta phải lo đi. Lo không phải bỏ nó. Chúng ta phải có cái phao
Cũng như chúng ta phải vượt biên qua Mỹ rồi chúng ta làm có tiền chúng ta gửi về, không lìa cực lạc mà trở lại Ta Bà, không lìa nước Mỹ mà vẫn gửi tiền về Việt Nam. Để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, còn đỡ đó mà chết chìm nè. Quý vị nhìn những cái người mà khi vào ngày 30 tháng 4 mà vì thương mẹ thương con mà không chịu lên tàu, phải không? Thì những cái ông đó là sau này ôm hận đó. Chúng ta là chiếc tàu cuối mà đi bằng chiếc thuyền, không phải là tàu há mồm, mà chiếc tàu đó là vô lượng thọ. Hả? Là pháp môn tịnh độ, là kinh A Di Đà, là 48 lời nguyện Đức Phật, mà chúng ta bỏ chiếc tàu cuối này rồi, chúng ta trở lại chùa chiền sẽ tệ hơn, tăng sĩ càng tệ hơn nữa. Và sau này tôi dám bảo đảm quý vị, các chùa ở đây, chùa này thì tôi không khe, tại vì có người đã tiền điện nè, có người đóng thế rồi, tôi không có khe. Còn các chùa kia chưa chắc con cháu cháu ngoại cháu nội quý vị nó bỏ tiền ra để đóng thế, bỏ tiền ra để mà mua bông hoa đâu, phải không quý vị? Thì như vậy chùa Quan Phật Phế mà các sư các thầy mà cái đời mà 50 năm nữa thì không còn thời gian để giảng pháp, mà chỉ lo gây quỹ bán cơm rước ca sĩ về hát để kiếm tiền trả những cái món nợ gì quý thầy leo lưng cột rồi hả. Các thầy để lại cái nợ đời này và để lại đời nợ cho cái đời hậu vệ nữa, phải không? Các thầy không phải là biết đó là hết, vì không có tiền đã điêu thì làm sao đây? Mà quý vị tái sinh trở lại lúc đó là quý vị có còn được nghe pháp, có được còn đi dự những pháp tu như bây giờ không? Thì thầy nói như vậy để không phải hù quý vị, mà phải quyết định giảng sanh trong đời này. Người ta học neo trong đời này người ta ra trường, học bác sĩ đời này cũng ra trường, học nghề thợ mộc cũng đời này ra trường, mà người nào nó học đời này để giao duyên đời sau học, người đó là đại ngu. Trong cái bài pháp bữa nay tôi chỉ nhấn mạnh cho quý vị thấy là chúng ta phải quyết định giảng sanh ngay trong đời này. Thì bây giờ cái đoạn đường chúng ta đi qua là sanh là chúng ta đã ra rồi, lúc đó còn nhỏ. Già thì cái gì đang già, và bệnh thì đến đây, ngồi đây chứ là cao máu. Trong này ai tiểu đường đưa lên cũng nhiều, ai cao máu cũng nhiều, ai cholesterol cũng nhiều đó. Người nào tiểu đường là nhận được điểm tính thứ nhất của Diêm Vương, cao máu là điểm tính thứ hai của Diêm Vương. Rồi có gì nữa? Răng rụng là điểm tính thứ ba của Diêm Vương, mắt mờ là điểm tính thứ năm Diêm Vương, mà điểm tính thứ sáu là cái stroke, cái té cái nằm trong nhà tắm là điểm tính thứ bảy đó. Thì ráng mà điểm của mình được mấy cái điểm tính rồi, ông được mấy điểm tính rồi, cao máu không? Mới hai điểm tính này thì còn ráng đi, còn bốn cái điểm tính nữa, còn cái điểm tính của bà kia nữa nè. Cắt dây à? Bây giờ quay lẹt mà, tại vì ông nói tôi thầy gắn cho cái đo beo quay lẹt hỏi chi vậy, để hỏi có cắt được bớt con nghe chứ thầy làm dây là ông cười ông cắt à. Như vậy chúng ta phải quyết định giảng sanh trong đời này, đó là cái chỉ tiêu của thầy. Thì bây giờ nơi đây là cái nơi đạo tràng, thầy ngày mai thầy về Seattle để thầy còn đi giảng một cái pháp tu ở bên Arkansas vào ngày cuối tuần này 17 và 18. Giảng Arkansas xong thầy phải, vừa xong thầy phải bay xuống Houston để coi cái làng Di Đà Houston và tiến hành tới đâu, và ở đó một tuần để điều hành. Xong rồi thầy lại bay về ở chùa Tầm Nguyên, nơi ở tại chùa Đồng 11 đang bị chính quyền đóng cửa, để coi đệ tử nó mua chùa, nó sửa chùa tới đâu. Và sau đó chưa xong thì phải đi mướn cái hội trường để mở cái lễ Phật đản vào ngày rằm tháng 4 là ngày 9 tháng 5. Sau đó xong đó tới ngày đó thì thầy phải lập chương trình để cho phá tu lễ khánh thành tại ngôi chùa này. Ngôi chùa này chỉ an vị Phật để cho chúng ta đến tu mà chưa complete. Thì hồi sáng này thầy bào với Thiện Quang là nguyên cái bậc kinh tóc chỗ này mới gì đậu đó, là chúng ta sẽ, ông sẽ che ra một cái then, cái liều, nhưng mà liều bằng nhôm lifetime, để nằm đó để đón tiếp cái phá tu vào ngày khánh thành, để cho ban cai soạn chúng ta sẽ đón tiếp cái số lượng Phật tử có thể từ 500, 700 tới 1000. Và thầy sẽ đem cái ban nhà bếp của chùa Tầm Nguyên đi xuống đây vài chục người để đãi cho quý vị 10 món trong ngày đó. Có thực mới dịch được đạo, chịu không? 10 món. Ở trong này vị nào mà đã từng ăn Vicky, con ăn chùa đồ chùa Tầm Nguyên, con cho biết
cái tay nghề của đệ tử Vô Tầm Quyên nấu thế nào hả? Super phải không? Đó, bây giờ họ đang nghe đến đó, thành ra đi bằng hai chiếc RV. Thầy thông lai bữa đó không đi máy bay, và phái đoàn của thầy sẽ đi một chiếc RV và khoảng 20 Phật tử đầu biết, và những người đi theo thì thêm một chiếc RV nữa, và phái đoàn nó sẽ lên đây vào ngày thứ sáu, và tôi sẽ ra lệnh với vị đó là email ở dưới này là đưa ship lại băng tay sọn cần nấu cái gì, chẳng hạn bên đó sẽ nấu bún bò Huế chay, mì Quảng chay, phải không, cơm chiên Dương Châu chay, cà ri chay, phải không, mì thập cẩm chay, rồi nghĩa là những cái món mà coi như gà quay chay, vịt chay, và ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo. Tại vì người ta gà thiệt thì nói gà, còn mình á chỉ ba cái đậu hũ với mì căng mà kêu gà với vịt không, tức là ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo. Cái phái đoàn nhà bếp ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo, có thể thông lai xuống đây để đãi cho Phật tử ở vùng Bay Area này một bữa phát tu 10 món ăn chưa hết, tại sao có kể cái 5 món còn nữa: chè đậu trắng, chè đậu đỏ, chè Thái Lan, chè bà ba, chè bà bốn, chè bà năm, chè bà bảy, ăn không hết cho tu go về luôn. Quý vị chỉ có dịp xách cái mặn mẹt lại đây và một cái bụng rối, và ai có răng giả thì nhớ đem keo luôn lại, ăn không hết thì thiệt hồi. Tôi nói trước, tôi thông báo, tôi sẽ đánh lên mạng, vị nào có răng giả thì đem hai ba hàm, tôi cho ăn thoải mái. Hả? Nói thủ sẵn đó thầy. À, thủ sẵn. Hàng này dớp đi, hàng kia. Mới đây hả? Phật tử tại đây hả? Ông có việc quá chưa? Có chuyện thương tình gì mà đưa lên đọc kỳ lắm. Hiện nay tôi không có thời gian. Bây giờ ai mà đưa hả là tâm sự đời cô Lụ là ông có nhiệm vụ, ông từ ông việc trước. Phải không? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính gửi thầy Thích Thông Lai, con là kẻ ngu muội lại một lần nữa đi tìm ánh sáng nơi thầy. Tôi đâu có gì đâu mà sáng. Xin thầy cho con một tí tì ánh sáng của thầy, cho con thấy đường mà đi. Xin thầy giải thích dùm con một câu chuyện gần đây. Ngày 6 tháng 4 vừa rồi, khi quỳ thắp nhang đang niệm Phật thì một cảnh trong đầu con hiện ra rất rõ. Một tượng Phật màu trắng có nhiều tay, có một người con gái mặc áo màu vàng cúi quỳ lại tượng Phật. Cũng chỗ đó có một sư tuổi độ 50 đến 55, người ốm da ngăm đen quỳ trước tượng Phật. Sư mặc áo vàng đậm hở một bên vai phải, tên trai có cầm một sợi chuỗi màu nâu đậm ngắn, mỗi hột to bằng ngón tay cái. Khi vị sư này cúi đầu xuống lại thì tượng Phật hiện ra ba đầu chồng lên với nhau, với mỗi khuôn mặt đều khác. Rồi sau lưng cũng có ba đầu, và hai bên cũng hiện ra có ba đầu, bốn phía đều có mặt, có rất nhiều tay. Ba ngày liên tục thấy như vậy. Ngày thứ tư cũng cảnh đó mà không có sư, chỉ có tượng Phật có bốn phía mặt và nhiều tay. Tượng Phật ngồi yên không cử động, những tay kia đều cầm dao kiếm cung chuỗi, con không nhớ hết. Con nhìn thấy được rất nhiều quỷ bao quanh đang đánh nhau với tượng Phật. Hàng loạt quỷ, có quỷ mặc áo giáp, có quỷ không mặc áo giáp, ai cũng cầm vũ khí. Con thấy khi thắp nhang lúc niệm Phật chỉ có vài phút mà cảnh con thấy rất nhiều, con không biết là điều gì. Khi con viết ra hỏi thầy là con không dám thêm một lời nào, nói ra con không biết thầy có tin con không, nhưng con cứ nắm trong đầu. Con 8 ngày rồi, con cái chuyện này nó ám ảnh con ở trong đầu con 8 ngày rồi, hôm nay con mới dám viết ra, xin thầy giải thích cho con hiểu nguyên cớ gì mà cảnh này lại hiện ra trong đầu con khi con quỳ thắp nhang. Đây có phải là ý chỉ gì không thưa thầy? Lúc con vẽ ra cảnh này mà thấy thì hình như là khuôn mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát có nhiều tay, vì có nhiều tay nên con nghĩ chắc là Phật mẫu chuyển đề. Thật ra con không biết là ai. Thấy Phật đánh nhau với quỷ ngày thứ tư thì trong gia đình con có chuyện xảy ra. Hai đứa con của con cãi nhau đến nỗi phải nhờ đến cảnh sát đến nhà giải quyết. Có bốn người cảnh sát đến, có một người hỏi gia đình con có đi nhà thờ hay chùa gì không. Ông nói ông biết gia đình con có nhiều chuyện rắc rối lắm nên đi chùa hỏi thăm sư đi. Lần đầu tiên ông ấy đến nhà con mà ông ta lại nói vợ chồng con đi chùa để hỏi. Con nghĩ đây là bề trên cho sứ giả xuống nhắc cho vợ chồng con điều gì mà con chưa được hiểu. Xin thầy giải thích cho con rất cảm ơn thầy.
nhưng mà lần này xin thầy đừng đọc tên con ra, vì sợ người ta sẽ cười con như lần trước. Con xin chúc thầy luôn được mạnh khỏe, vạn sự như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Mai mà không nói câu này là tôi đọc tên ra rồi đó. Khôn ngoan, tôi là thành thật khai báo ha, tên gì đọc tên tôi nói thẳng luôn. Thật ra cái vị này có nói điện thoại với tôi và có gặp tôi là gia đình xảy ra nhiều chuyện mà bất như ý, dù là tu hành dữ lắm, con thì đứa thì bỏ nhà đi, đứa thì bị vào tù, rồi tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra khi vị này càng tu thì tất cả những cái chuyện gì nó đều xảy ra trước khi tu thì nó không có, mà bây giờ tu tại sao bao nhiêu cái chuyện bất như ý nó xảy ra, thì vị này đâm ra nghi ngờ. Nhưng mà tôi nói vì trong vô lượng kiếp chúng ta đừng có nhìn cái cảnh hiện nay mà chúng ta lên án, vì nhân quả nó có ba đời. Đời trước, từ khi chúng ta có mạng ở trên cái cõi đời này, trong kiếp này, quý vị ngẫm lại quý vị tạo bao nhiêu tội rồi, chúng ta ăn nuốt bao nhiêu cái mạng chúng sanh rồi, phải không? Chúng ta nói khẩu nghiệp bao nhiêu rồi, chúng ta làm thân nghiệp, ý nghiệp điều trọng, chúng ta ngẫm lại chúng ta thấy đã rùng rợn chỉ có một đời này thôi, phải không? Những gì mà cỡ 50, 60, 70 đã thấy, ngẫm lại đã thấy quá nhiều tội rồi. Cái việc phước chúng ta làm nhỏ xíu mà cái tội chúng ta làm rất nhiều. Thì bây giờ cái tội làm đời này là đời sau sẽ hưởng, và những cái xảy ra đây, thay vì ông này, cái cô này mà không tu thì sau khi bỏ cái thân này sẽ bị mang long đội sừng xuống địa ngục, làm Atula, làm ngạ quỷ trong nhiều tiểu kiếp, mà bây giờ bị xảy ra những cảnh đó là biến trọng tội thành ra khinh tội. Phải thấy rõ là do công đức phát sanh, chứ đừng có nghĩ mà thối tầm. Rồi bây giờ cô thấy những hình tượng mà nếu người này mà có niệm Quan Âm, có niệm Di Đà, có tụng chú Đại Bi, thì khi ma chướng nó xảy ra làm cho cổ thấp nhang, cổ thấy cái cảnh tượng chuẩn đề, tượng Quan Âm tức là thiên thủ thiên nhãn gì đó theo cổ diễn tả, thì đang đánh nhau với ma và để cứu cho gia đình cô. Nhưng mà người ta khuyên nên tìm một vị sư giải thích, thì tôi giải thích cô ngay bây giờ, vị này ngay bây giờ, vị Phật tử này ngay bây giờ nên sám hối và không nên quỵt nợ. Vì khi mà chúng ta thấy cái cảnh này, chúng ta càng cầu cho chúng ta được giảng sanh thì ma chướng càng hiện. Tại sao? Bây giờ tôi thí dụ một người nào ở San Jose đây đang thiếu nợ của tất cả những người trong vùng Bay Area, nhưng mà người này họ nói tôi sẽ còn ở đây lâu lắm, bây giờ tôi đang thiếu nợ, tôi chưa có tiền trả, tình hình kinh tế suy thoái, nhà cửa equity mất, và làm business không có tiền, thì tôi hẹn khất lại cho tôi, nghĩa là ở lại đây và tôi làm được 100 đồng tôi chia 50 tôi trả nợ cho, thì chủ nợ có làm khó không? Không làm khó. Nhưng mà cái người này họ sẽ phát nguyện, họ đi chùa, họ nói với Phật, con nguyện từ nay con chạy về Việt Nam, con ở luôn, con đốt visa con không qua nữa, và con sẽ hiện sau khi con về bển rồi con đầu thai trở lại con sẽ trả nợ. Thì tất cả chủ nợ đều nhào vô mà đòi, vì cô phát tâm cô nguyện coi như là giảng sanh ngay trong đời này mà cô không hồi hướng cho quan gia trái chủ. Hiểu thầy nói không? Hồi hướng quan gia trái chủ là tu, mình phải hồi hướng cho họ thì họ con đích sinh nó đòi mà nó mới mình trả payment thì nó lìa, nó không làm tới, mà mình tính là khai băng dropsy là nó sẽ follow up. Thấy rõ không? Thì cái quan trọng thì chỉ cô đây là con nguyện niệm Phật chia 50-50, xin các quan gia trái chủ con nguyện đem công đức này hồi hướng cho những vị mà ân quán quan gia trái chủ của con mà cứ báo hại gia đình con, xin để cho con được sống yên lành, để con tạo phước mà chia cho quý vị, để chúng ta cùng được vãng sanh về tịnh độ, thì cái đó nó sẽ quá giải. Chứ đừng có bao giờ kêu vị thầy rồi về rước, rồi dùng bùa, dùng thần chú Lăng Nghiêm để mà ép. Đạo Phật chúng ta không có cái cảnh mà Đức Phật Quan Âm đánh một đứa mà binh một đứa. Đạo nào thì không biết, mà đạo Phật khi một cái pháp Phật đem ra mà áp dụng, đứa này được hưởng phước mà đứa kia bị trừng trị, là đạo đó không phải đạo Phật. Quý vị có đồng ý không? Hả? Một bà mẹ không có cái cảnh là đứa này đánh đứa kia mà binh đứa này mà ghét đứa kia, thì bà mẹ đó phải biết là bà mẹ ghẻ. Đạo Phật chúng ta cái pháp đem ra là hai bên cùng đều được an lạc thì mới gọi là vô thượng chánh giác. Còn nếu mà chúng ta cầu Đức Quan Âm để triệt tiêu cái những cái kẻ mà đòi nợ, để dùng cái thần chú quay lực, thầy không làm chuyện đó. Mà thầy khuyên
hồi sáng này có một người trong đây sẽ giữ ở đây vì người đó bị một cái hương linh thầy cảm không nói tên, và người Mexico, cô gái chết quan, cô có theo qua áp ảnh cái người đó và bắt nhảy lậu, cứ xuống này nhảy nhảy đi. Rồi sau cùng dùng những cái đó thì đã đi dùng những vị thầy để mà dùng cái thần lực của Phật, của thần chú để triệt, nhưng mà thỉnh thoảng nó cứ về hoài. Thì lên đây thầy nói thầy không làm chuyện đó, mà thầy bắt tụng một thời kinh Phổ Môn để cầu an trước đã, vì kinh Phổ Môn là phẩm thứ 25 của kinh Pháp Hoa, và cái cô đó chưa từng quy y vì ba cổ là Catholic. Thầy nói muốn cứu con vô đây, con đọc một thời kinh Phổ Môn, thầy truyền cho con ngũ giới, khi con giữ tròn năm cái giới này, con có cái phước báo của 25 vị thiện thành họ hộ, còn mạnh hơn là lá bùa của chú Lăng Nghiêm, phải không? Con trở về trong hàng tiểu đệ Phật tử, thì trong kinh có một cái đoạn Phật dạy một cái ông U Bà Tát đi ngủ nhà có một con quỷ mà tối nó không dám về, phải không? Cho tới khi ông phá giới nó mới vô, phải không? Như vậy con phải giữ tròn ngũ giới này thì con là được bảo vệ bởi cái hàng hộ pháp, và thầy sẽ ghi tên, và thầy bắt ngày mai này bà thân của cái cô gái đó làm một mâm tôn canh, thầy sẽ tụng một thời cầu siêu quy y cho cái hương linh cô đó với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ những giấy vàng đó là tên của cổ gửi lên Đức Địa Tạng Vương, để nhờ cái phước báo của Đức Địa Tạng mà lấy ân báo quán thì quán mới tiêu, lấy quán báo quán thì đời nào mới hết, phải không? Do đó và thầy giải quyết bằng cái vậy, vì đạo Phật là không có chuyện đánh bên này và ban phước cho bên kia, mà đạo Phật là cái đạo đem áp dụng ra hai bên đều đạt được an lạc và đạt được hạnh phúc. Bây giờ đã 9 giờ rồi, thời gian không dài, quý vị ngày mai còn đi làm. Thầy Thông Lai xin đến đây để chia sẻ tất cả những gì thầy Thông Lai biết được. Thầy Thông Lai chỉ là một phạm tăng, chẳng có kiếm một cái quả nào, ăn vẫn thấy ngon, ngủ vẫn biết ngái, và vẫn thích tất cả những cái gì quý vị thích. Quý vị có thể gọi tôi là thích đủ thứ cũng được, thích thông hơi cũng được, tôi không có gì có sao nói vậy khai với quý vị hết. Thành ra bữa nay tôi hẹn gặp lại quý vị vào cái phát tu vào ngày 13 và 14 của tháng 6 này. Bữa đó chúng ta sẽ ghi danh, cho tôi có cái danh sách, và trong thư ký sẽ ghi danh để ban ẩm thực và trai soạn của chùa Tầm Nguyên và chùa Tầm Nguyên 4 tại đây biết bao nhiêu số lượng người, để chúng tôi người nào tu họ bắt quan trai thì ở đây sẽ cung cấp sleep in bed và ngủ ở các phòng đó tùy theo số lượng. Người nào ở local mà muốn về không ở lại được, nhưng mà về nhà cũng phải ngủ dưới đất, không được ngủ giường cao chiếu rộng, về nhà cũng phải không được ngủ với vợ với chồng, về nhà cũng không được ăn phi thời, và ăn một bữa, kể cả bữa đó mà muốn bảo đảm á, tôi vô phát tu là sáng thứ bảy thì nhà ăn cho kinh bụng vậy đi ha. Thế mà tiền giới vô rồi ăn buổi sáng ăn cho giá, ăn đi lấy làm giả đá đường vô đi căng một bụng, xong xuôi rồi nó vừa tới 12 giờ là vô ăn quả đường, tiền giới xong là ăn một bụng nữa thì đâu có lỗ, chiều uống nước lạnh, phải không? Thì như vậy tôi chỉ trước không phòng giới, ăn cho đá buổi sáng đi, rồi vô tôi tiền xong là ăn đã 10 món nữa, rồi nghĩa là ăn đến nó thở nổi lên đây ngồi nghe pháp đó, rồi vô đó là tới chiều tối nghe pháp nghe tụng xong tối vô nằm ngủ khò ra, rồi tiêu cơm sáng mai vô là bắt đầu xả giới, là quý vị cũng đắc giới chứ đừng có tối. Nhưng trừ có những cụ bị tiểu đường cao máu thì thầy cho ăn thêm là dược thực, nhớ nhớ là dược thực, chứ đừng có không có cao máu tiểu đường. Nhất là mấy ông mà đang sổ sữa mà cứ vô nó cao máu tiểu đường là tôi phải kiếm bác sĩ, tôi có cái máy tiểu đường tôi chắc liền. Chứ đừng có làm bộ, tu là phải có phước, thà là đến chùa kiếm chút xíu phước chứ đừng có thọ bắt quan trai rồi phá giới là ôm cái tội, thà là kiếm 5 đồng phước hơn là bị là 500 đồng tội, hiểu chưa? Như vậy sẽ có cái phát tu và sẽ có chương trình, vị nào muốn tu thì đến tu chương trình của thầy, là thứ 6 ban ẩm thực của thầy sẽ xuống đây vào ngày thứ 6, thầy cũng có mặt ở đây thứ 6 để chúng ta giải quyết phát tu, và sáng thứ 7 là bắt đầu nhập khóa là truyền giới bắt quan trai, và từ đó chúng ta chỉ ăn ngọ, giảng sư cũng ăn ngọ, chiều chỉ uống nước lạnh thôi và ngủ đất, và chúng ta ngủ sleep in bed. Người nào mà muốn về nhà thì phải về nhà cũng ăn chay nằm đất và không được ăn bậy bạ, chỉ ăn đúng theo cái gì mà đã thọ, không ai ép mình thọ giới. Và trong đó chúng ta sẽ tu từ ngày sáng thứ bảy cho tới chiều chủ nhật, thì buổi chiều đó thầy sẽ có lập một cái trai đàn chỉnh tế để mà cầu cho củ quyền thất tổ hồi hướng cho cha mẹ
bảy đời hương linh quá giảng, dài nhất là quan gia trái chủ, để chúng ta đới nghiệp giảng sanh, và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ đi theo cái đường lối đó. Và đến đây quý vị cũng không cần đóng một đồng nào hết, và chỉ việc tu và niệm Phật, và ăn và ngủ và nghe pháp. Và nhưng mà nhớ có một cái mục là chuyện nào mà ngái thì ghi vô cái mục ngái, tôi sẽ soạn ra cái băng đó để tôi nhét vô một cái phòng ngái. Trong này nó có nhiều phòng lắm đó. Người nào mà ngái kiểu nào thì ghi vô ngái kiểu tàu lửa, ngái kiểu máy bay, ngái kiểu xe bể bê bổ, tức là mấy cái bô mà bị bể đó, nó tôi để ra. Chứ tội nghiệp của những người mà không có ngái đấu không lại quý vị đâu. Thành ra tôi muốn là ghi danh trong cái mục đó, nhớ thư ký là Diệu Thân phải đánh ra là ngái loại nào, ngái cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tôi rõ ràng đó, tôi đăng thiệt đó, để mà tôi đưa vào trong cái phòng đó. Tại trong này nó có một cái phòng là có một cái transformer nó kêu ồn lắm, thì những vị ngái nó vô đấu với cái transformer nó kêu rè đó. Cái phòng mà quý vị đi tiểu ngang kia nó rè rè đó, thì vô để đấu lại không. Người nào mà cái tiếng ồn của microphone của cái transformer, cái sequencer mà quý vị dẫn bắt phong si bất động, thì quý vị có thể là giảng sanh đó. Tôi Thích Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt tất cả Phật tử đang nghe pháp online, trong chúc tôi hoằng pháp vì phương tiện thiện xảo để cho Phật tử tôi khỏi ngủ gục. Tôi có nói những cái gì nó hơi quá đáng, tôi xin sám hối với đại chúng, và xin phép chư vị Thiên Long Bắc Bộ, chư Phật mười phương quan hỷ cho con trong đời mạt pháp. Nếu mà con giảng pháp cái kiểu như vậy là nó ngủ con. Thí dụ quý vị phải thở vào mơ tâm tĩnh lặng, thở ra miệng miệng cười, đúng không? Bây giờ con xin hồi hướng, cái nào có phước thì cho Phật tử, cái nào có tội con sẽ lắng. Con xin nguyện không về cực lạc, mà con nguyện đời sau trở lại tu tiếp nữa, để tiếp tục độ cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba. Mà đệ tử của con thì con biết cái thân con rồi, con sẽ nguyện nếu mà ngày nào có chúng sanh còn địa ngục, con sẽ xuống địa ngục. Cái con vị Phật tử hỏi sao thầy nguyện kỳ vậy, ai cũng muốn về tịnh độ. Tôi nói tại vì tôi biết là đệ tử của tôi á, 100 đứa tu mà tôi độ được 10 đứa về cực lạc là giỏi lắm rồi, phải không? Còn lại 90 đứa nó xuống dưới mà lên cực lạc để tìm ra. Tôi hỏi có phe đệ tử tầm viên, đệ tử Thông Lai không? Phật A Di Đà lật sổ nói không có, 10 đứa mà nó chia lên để ít quá vậy. Tôi hỏi coi dùng coi mấy cái đứa mà nó ghi danh pháp tu của con giờ nó ở đâu. Thì lúc Phật kia đà hỏi tôi nói dạ đứa thì địa ngục vô gián, đứa địa ngục vô la tì, đứa thì làm A-tu-la. Tôi nói cho con xuống dưới mới vui. Và tôi phải xuống dưới. Tôi xuống dưới vừa xong thì tôi thấy rất nhiều những cái tên mà ác ôn côn đồ vi si, nó thấy tôi xuống nó nói tôi Diêm Vương ơi làm ơn để thành Thông Lai này ở trên nó quậy con quá mà để con xuống là tụi con khổ quá. Diêm Vương nó đẩy nó lên luôn, đẩy luôn cả đệ tử của nó lên luôn, chịu không? Thật ra tôi xuống dưới là tại vì nó thấy mặt tôi là nó thôi mấy cú ngục ơi, cái tên này nó làm khổ sở, nó thọt lét tôi, nó móc nó néo. Bây giờ này tôi xuống dưới là tôi khổ thì nó thôi, bây giờ thà khổ gì đi ngục hơn là Thông Lai. Nó nói tôi khổ lắm, thôi bây giờ xin Diêm Vương đẩy giùm nó lên đi. Thì đẩy đâu giờ? Đẩy lên cực lạc. Như vậy chúng ta hồi hướng ha, có công đức nào hồi hướng cho quý vị, tội thầy lãnh hết cho. Rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từ và chúng sanh đều có thành Phật đạo. Tôi cũng xin gửi lời tạm biệt tất cả quý vị đang nghe pháp online. Bây giờ tôi có cần một đôi điều nhắc nhở quý vị, thời gian nó không có nhiều và tôi giảng đã trên 2 tiếng rưỡi rồi, thì bây giờ là 9 giờ mấy, thì tôi sẽ nói cho quý vị trong những đề tài sắp tới. Tôi sẽ nói về các chương trình là đây, cái gia đình Phật tử Chánh gì con? Chánh Đức. Họ đi lang thang và họ thuê các building của Mỹ để họ là sinh hoạt. Tôi giang vòng tay ra để tiếp đón các gia đình Phật tử đến đây, và tương lai tôi sẽ dạy giáo lý cho các em, con em quý vị. Quý vị nào muốn gia nhập gia đình Phật tử sau này, thầy mỗi tháng thầy sẽ xuống đây dạy cho các em đó. Gì lập chùa mà không đào tạo, không đào tạo cái thế hệ thứ 2, thứ 3 thì chúng ta sẽ bị chùa quan Phật phế, phải không?
chúng ta đào lập ra chùa thế hệ tre tàn thế măng mọc, thì như vậy tôi sẽ có những cái chiêu mà quý vị biết mai bố con em quý vị sẽ thuộc chú Đại Bi, thuộc chú Chứng Đề, thuộc kinh A Di Đà và kể cả thuộc chú Lăng Nghiêm, quý vị chịu không? Quý vị sẽ hỏi tôi dạy bằng cách nào? Trước thì dùng dục câu dắt, sau dùng trí huệ để nhổ. Ở trên này lớn cũng ham tiền thì nhỏ cũng ham tiền. Bây giờ tôi vào đây tôi yêu cầu, giả sử như bây giờ quý vị có 100 gia đình gửi vào cho gia đình Chánh Đức phải không? Là 100 em, hiện tại gia đình Chánh Đức có khoảng 50 em, là 150 em. Thì bây giờ tôi sẽ lập ra một cái phái đua niệm Phật ha. Bây giờ tôi nói thầy trả cho tụi con 1 giờ 5 đồng đô la cash. Đứa nào niệm được 1 giờ là lãnh 5 đồng, đứa nào niệm được 2 giờ là lãnh 10 đồng, phải không? Thì như vậy khỏi đóng thế, thì vì chúng ta là non-profit không có bị đóng thế, phải không? Bất vụ lợi. Và như vậy nó vô nó niệm, đứa nào niệm bao nhiêu mà niệm overtime thì đã overtime. Sau khi nó niệm đã nó chán rồi đó thì nó bây giờ ai thuộc chú Đại Bi thì một bài chú Đại Bi mà thi ra bữa nay 100 đứa nào thuộc mà đã chờ 100 dollar để mua game, phải không? Thì đứa nào bắt cái đó là có tiền. Những đứa mà nó thấy đứa kia bắt thì nó cũng ráng nó tụng. Sau khi nó thuộc chú Đại Bi rồi, chúng ta bây giờ thuộc kinh A Di Đà thì lãnh 100 đô. Và tương tự chúng ta nêu lên tới chú Lăng Nghiêm là chúng ta nêu giá tới 700 đô và cộng 300 bonus nữa. À, như vậy thì chúng ta cấm chằn dại gì mà nó sẽ đua nhau nó niệm Phật. Hiểu không? Đừng nói thầy không ra vậy được không? Niệm Phật hứa. Và mai mốt thầy sẽ lập cái ban hộ niệm của gia đình Phật tử Chánh Đức kỷ niệm. Những đứa nhỏ này nó niệm sẽ thanh tịnh hơn là mấy cái bà mà đang rụng. Nhất là thầy Thông Lai cũng niệm Hồng Linh, tại vì tụi nó tâm thanh tịnh. Và cái ban này thầy sẽ dạy tán tụng đi vô, nghĩa là vô đó là tụng rất là thanh tịnh. Và chúng ta sẽ có một cái chương trình mai mốt ở chùa Tổng Nguyên xuống, thầy đưa cái ban hộ niệm và chú Tiểu Minh Châu thầy 8 tuổi sẽ xuống đây để dạy cho các em niệm Phật và tán theo Di Đà tán của dạng Phật Thành và của Tịnh Không. Có nhạc, có tán, mai mốt biểu diễn trong cái ngày lễ. Quý vị thấy cái ban hộ niệm của thầy tán rồi, quý vị chịu là đưa em danh sách vô đây, không lấy tiền, học ở đây, đem con lại góp vô chương trình Chánh Đức Lập Sinh Hoạt. Mấy giờ tới mấy giờ? 1 giờ tới 5 giờ. Cứ chở con lại đây chủ nhật. Và chủ nhật sẽ có thời tụng kinh niệm Phật cho các em, dạy giáo lý, dạy tiếng Việt và phòng ốc sạch sẽ cho một cái đoàn quán cho các em. Ăn uống thì ban ẩm thực, đóng tiền, lấy quỹ, không cần về Việt Nam mua vé, không cần qua Ấn Độ để cho ăn mài. Mà những cái đồng non này đang cần đây, chúng ta đóng mỗi người 1 đô, là trong chùa này cũng được mấy trăm đô ngày. Và đưa cho các huynh trưởng phải dạy các em biết nấu ăn chay, dạy các em biết nướng nồi chay, để tương lai các em nó trở thành là những trưởng ban tay soạn tương lai, phải không? Và các em được ăn đồ chay, các em được học, không lấy tiền, không lấy cái gì hết. Và các em thiếu sách vở, chùa sẽ đóng góp cho các em phi. Và chiều về đem về, các em muốn niệm overtime cũng được, mua một cái máy record, đưa ra một cái tháp CD này niệm đủ 945 phút lên này, thì hôm nay kiểm là đúng là 5 phút tính tiền nữa, overtime. Như vậy nó đâu có thời giờ để vô chat room, đâu có thời giờ để giết tính ghép, phải không? Như vậy là quý vị thương các thế hệ thứ hai. Như vậy quý vị nào muốn ghi danh thì ghi danh, xin mời cô gì đấy, Nguyên Khuê. Đây là một huynh trưởng gia đình. Chúng ta làm như vậy là chúng ta trả ơn Phật. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và chúng ta mới trả ơn Phật được. Vì như vậy lần lần các em sẽ tụng các bộ kinh. Mà vì tham tiền, sau khi các em lớn lên rồi chúng ta đầu tư mai mốt nó đóng vô, nó trả tiền điện, chúng ta lấy lời rồi, phải không? Như vậy là nếu quý vị đồng ý đường lối thầy Thông Lai thì chùa là dạy cho người già giảng sanh và dạy cho người trẻ biết đến với Phật Pháp, biết hộ trì tâm bảo và dạy cho nó sau này lấy chồng lấy vợ không có đua nhau tranh khổ mà đua nhau niệm Phật, không đua nhau gây lộn mà đua nhau niệm Phật, để rồi cha cũng về cực lạc, mẹ cũng về cực lạc và con cháu đồng hẹn nhau tại cõi Tây Phương cực lạc. Bây giờ chúng ta đồng niệm Phật, hiểu không? Rồi, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đi.
Đào, những cuốn băng giảng từ ngày lễ ăn vị Phật cho tới ngày hôm nay, những thời pháp đó thầy sẽ upload trên mạng cho những vị có máy computer download, và những cái cuốn băng mà có những vị quay phim nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp cũng sẽ được copy ra, bơm ra để đây lãnh phi quý vị cứ vào đây. Và từ nay chú Mẫn sau khi thầy về rồi chú rảnh chú sẽ làm tất cả những bài pháp của thầy để đây, quý vị khi nào rảnh cứ việc vô ghé lấy, tất cả đều là on sale 100%, không trả một penny nào hết. Đó, đó là cái đường lối của đồng việc của thầy tương lai. Và thầy hẹn gặp lại quý vị trong ngày phá tu học vào ngày 13 và 14 tháng 6 trong ngày lễ khánh thành chùa Tầm Nguyên, để quý vị thưởng thức những món đồ chay của băng tay soạn chùa Tầm Nguyên 1. Thân ái kính chào quý vị. Con gọi cái gì đó tí. Gì đó tí. Alo. Cái gì con? Rồi hết rồi, thầy đã tạm biệt rồi. Hồi nãy online nghe được tới đâu, tới cuối không? Tới chỗ thầy lớn rồi chưa giả không? Hả? Họ mới tắt thì không sao. Rồi thôi con đánh mấy kiểu chào họ đi, thầy đã chấm dứt lời pháp rồi. À, mai con nói người ta ra phi trường đón thầy vào lúc thầy bay ở đây 7 giờ mấy chắc là. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Bụt Đa Gia, con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nam mô Đạt Ma Gia, con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Tăng Gia Gia, Bồ Đà Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Bụt Đa Gia, con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nam mô Đạt Ma Gia, con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Tăng Gia Gia, Đàm Sa Ra Nam Gacchami.
Yeah.